Để mở đầu cái buổi hội thảo hôm nay thì tôi xin phép trước hết thì cũng xin lỗi các quý vị đồng nghiệp thì cũng do có trục trặc về họng cho nên là tiếng nó hơi khàn, đúng không ạ? Nhưng xin từ tiện chỉ thứ lỗi các quý vị đồng nghiệp. Phần đầu tiên của cái hội thảo chiều nay thì tôi xin phép được trình bày các cái đại cương về cái kích thích điện một chiều xuyên sọ, viết tắt là TDC. Nội dung của cái bài trình bày hôm nay ấy, thì sẽ có 7 phần. Thứ nhất là chúng ta sẽ có các đại cương về các cái phương pháp kích thích thần kinh. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có tìm hiểu về cái phương pháp kích thích điện một chiều xuyên sọ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cơ chế tác dụng của dòng điện này, rồi các biến chứng, rồi các chỉ định và đánh vào một số các cái nghiên cứu để đánh giá cái hiệu quả tác động của cái kỹ thuật này và cái quy trình điều trị cụ thể là trên bệnh nhân đột quỵ não. Đầu tiên đại cương về các cái phương pháp kích thích thần kinh. Như các chúng ta đã biết ấy, thì trong chuyên ngành phục hồi chức năng của chúng ta về lý trị liệu ấy, thì cái phương pháp dùng điện để điều trị thực ra đó là cái phương pháp cổ điển từ rất lâu rồi, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là thậm chí là nhiều nơi người ta còn nói chuyên ngành vật lý trị liệu chúng ta là chuyên ngành điện trị liệu. Đấy, chúng ta biết rằng là thực ra dòng điện, ứng dụng dòng điện để điều trị trên bệnh nhân đã là, đó là đặc thù của cái phương là của cái chuyên ngành vật lý trị liệu rồi. Tuy nhiên như các anh chị đã biết rằng là điện, chúng ta sử dụng dòng điện để điều trị chỉ chủ yếu là chúng ta điều trị ở ngoại vi, đúng không ạ? Áp dụng trên cái vùng cơ xương, khớp, rồi các cái thần kinh ngoại biên. Tuy nhiên thì trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn một chút là cái vai trò của cái điện trong cái việc là kích thích về các thần kinh trung ương, cụ thể đây là kích thích vùng não bộ. Như chúng ta đã biết ý, thì cái khái niệm về điều biến thần kinh neuromodulation đã làm cái khái niệm hiện nay là được áp dụng rất nhiều trong các cái phục hồi chức năng các bệnh lý về thần kinh. Đây là một trong các cái lý thuyết để giải thích cái việc cơ chế phục hồi, cơ chế tổn thương và cơ chế tự sửa chữa khi các tổn thương thần kinh xảy ra trong thần kinh. Chúng ta biết rằng khi mà thủ hệ trung ương ở đây là não bộ mà bị tổn thương do nguyên nào đó thì bên cạnh các cái tự sửa chữa, có cơ chế tự sửa chữa của các tổn thương thì chúng ta sẽ có một số cái phương pháp hiện nay người ta xếp vào cái nhóm là chúng ta sẽ có kỹ thuật điều trị bằng điều biến thần kinh. Thì cái điều biến thần kinh này thì thực ra nó sẽ có hai, có hai cách, đó là cái tự điều biến thần kinh bằng nội sinh, tức là trong bản thân, trong cơ thể khi tổn thương, dựa vào cái cơ chế là neurofeedback, tức là cơ chế phản hồi, đúng không ạ? Như chúng ta biết rằng là não cũng có những phát ra các cái tín hiệu mà ta có thể thu được, ví dụ như chúng ta thu được điện não đồ, thì đây là một cái kỹ thuật người ta sẽ sử dụng cái sự phản hồi người ta ghi nhận được để người ta có thể điều chỉnh. Thì kỹ thuật này thì hiện nay theo tôi được biết thì cũng chưa được phổ biến lắm. Nó có vẻ tương ứng như là biofeedback nhưng nó ở mức độ sâu hơn ở trên hệ thống thần kinh. Nên kỹ thuật này thì hiện nay ở nước ngoài thì người ta cũng đã triển khai nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì cái điều biến thần kinh bằng nội sinh dựa vào phản hồi hệ thần kinh thì cũng chưa được phổ biến nhiều lắm. Và có một cái nhóm thứ hai để điều biến cái hoạt động của hệ thần kinh, đó là dùng các cái yếu tố ngoại lai, tức là bên ngoài vào, thì người ta gọi là các yếu tố ngoại sinh. Yếu tố ngoại sinh người ta có thể sử dụng các yếu tố kích thích ở phía ngoài trực tiếp vào hệ thần kinh của não. Người ta thấy rằng là đây là một cái biểu đồ tôi rất là hay. Chúng ta thấy rằng là sẽ có rất nhiều, hiện nay thực ra là có rất nhiều cái cách người ta dùng các yếu tố bên ngoài để kích thích, để điều biến hệ thần kinh. Như chúng ta sắp xếp, theo cái vai trò từ mức độ ít an toàn nhất đến an toàn, ít an toàn nhất đến an toàn nhất, hoặc là đến khả năng tiếp cận được cái vị trí cần kích thích, hoặc là cái khả năng kiểm soát cái sóng ấy. Thì chúng ta biết là có rất nhiều kỹ thuật hiện nay, ví dụ như là chúng ta thấy hiện nay trên màn hình chúng ta thấy có một số kỹ thuật kích thích thần kinh hay dùng, ví dụ như là DBS, gọi là kích thích não sâu, đúng không ạ? Người ta cũng đã bắt đầu dùng ở một số các chuyên ngành, đặc biệt là cái phẫu thuật thần kinh, hoặc là TMS là kỹ thuật để kích điện kích thích xuyên sọ bằng từ trường, hoặc là TDCS mà chúng ta sẽ trình bày ngày hôm nay, tức là kích thích bằng dòng điện một chiều, hoặc VNS là một kỹ thuật cũng bắt đầu từ mấy hôm nay bắt đầu được đề cập đến, là kích thích thần kinh phó giao cảm dây 10, dây Van Gerst. Đấy cũng là một kỹ thuật mà người ta cũng bắt đầu nghiên cứu, tuy nhiên chưa được phổ biến lắm ở một số nước
đấy, vân vân. Ở các vị trí của nó thì ta cũng thấy nó cũng rất là đa dạng đúng không? Trên sơ đồ trên người ta thấy là cái kích thích đấy, người ta có thể kích thích từ, ta thấy là ví dụ từ trên não đến tủy sống, nó đến cái thần kinh ngoại biên. Ví dụ như là ta có các cái phương pháp kích thích vỏ não, có thể là xâm lấn. Đấy. Ví dụ như là DBS là kỹ thuật mà người ta phải kích thích bằng kích thích não sâu, người ta phải có can thiệp để đưa cái điện cực vào trong não, hoặc là không xâm lấn, đó là cái kỹ thuật mà hôm nay chúng ta trình bày, hoặc là kỹ thuật từ trường, kích thích từ trường xuyên sọ, hoặc là người ta có thể kích thích sâu hơn nữa, hoặc là người ta kích thích phế vị như tôi nói VNS, hoặc là có những kỹ thuật người ta kích thích tủy sống. Đấy, áp dụng cho một số chuyên ngành, hoặc là cái khu vực mà chúng ta áp dụng nhiều lâm sàng, ví dụ như là kích thích thần kinh qua da, đấy là cái kỹ thuật mà tiên ten chẳng hạn, đấy là một loại kích thích thần kinh mà qua da, đấy là cái vị trí chúng ta có thể can thiệp trên hệ thống thần kinh. Có hai hiện nay thì có hai cái kỹ thuật kích thích não không xâm lấn mà ngày càng phổ biến trong lâm sàng, đặc biệt là trong lĩnh vực phục hồi chức năng, đó là kỹ thuật kích thích điện một chiều xuyên sọ TDCS và kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ lặp lại TMS, RTMS. Đây là một hình ảnh máy kích thích từ trường xuyên sọ lặp lại, đúng không ạ? Thế này thì cũng là nhiều nơi có, mà cái này thì là chuyên ngành tâm thần người ta sử dụng rất là nhiều. Đây là cái máy demo tại trung tâm phục hồi chức năng chúng tôi đang sử dụng, đang được hãng người ta đang demo, chúng đã áp dụng điều trị trên cho bệnh nhân. Và đây là cái hình ảnh các cái kích bằng dòng điện xuyên sọ một chiều TDCS tôi áp dụng trên bệnh nhân. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đi vài nét về cái lịch sử về kích thích điện, dùng điện để kích thích não. Thì chúng ta biết rằng là từ những các cái thời xa xưa, thời cổ xưa, người ta đã có những các hình ảnh trên các cái đồ cổ ấy, cái tranh gốm người ta mô tả, thì người ta đã thời xa xưa ấy, người ta đã sử dụng cái dòng điện để điều trị. Ví dụ như người ta vẽ hình ảnh, người ta sẽ sử dụng cái con cá tên lửa ấy. Con cá này có khả năng phóng điện, người ta đã áp dụng cái con cá đấy vào đầu bệnh nhân để lợi dụng cái phóng điện của cái con cá đấy vào đầu để điều trị cho bệnh nhân đấy. Hoặc là cái việc mà người ta dùng cái dòng điện ấy, người ta cứ dùng dòng điện để kích thích cái vùng người ta mong muốn, thì thực ra đã có từ lâu rồi, từ thế kỷ thứ 18, 19, và đã có những cái thí nghiệm từ thế kỷ 19, người ta sử dụng các cái thí nghiệm để người ta biết được cái khả năng phóng điện của động vật hay là con người. Hai nhà vật lý rất nổi tiếng đó là Galvani. Đấy, Galvani người ta biết, sau này ông ấy là người tác giả của dòng điện Galvanic đúng không ạ? Hoặc là Volta. Đấy, là ông là tên ông cũng là để đặt cho cái hiệu hiệu điện thế vôn đúng không ạ? Là hai nhà vật lý rất là nổi tiếng, đã nghiên cứu cái sử dụng dòng điện một chiều trong việc khám phá cái nguồn điện của tế bào động vật. Đấy, và cái dòng điện một chiều đấy cũng lần đầu tiên được đưa vào lâm sàng. Và người ta thấy rằng là đầu thế kỷ thứ 19 đúng không ạ? Giovanni Andini là cháu trai của nhà bác học Galvani thì đã bắt đầu sử dụng dòng điện một chiều để áp dụng đây, cái hình ảnh bên cạnh ấy, người ta thấy hình ảnh đấy để rất là sơ sơ khởi. Người ta đã dùng dòng điện một chiều, người ta áp dụng vào não để người ta điều trị những bệnh nhân trầm cảm. Đấy là từ thế kỷ thứ 19 người ta đã sử dụng rồi. Đấy, người ta thấy rằng ví dụ như là đấy, người ta sử cái lịch sử để người ta sử dụng điện để điều trị có từ rất lâu đúng không ạ? Từ thế kỷ 18, 19 người ta đã có cái bồn tắm điện một chiều, cái bồn tắm Galvanic đúng không? Đấy, hoặc là đấy, nhắc lại Andini, người ta đã sử ông này đã sử dụng để một cái hệ thống điện, dòng điện để người ta kích thích trên bệnh nhân. Hoặc là một tác giả như Rudolf An đã sử dụng điện điều trị qua xương sọ để điều trị các bệnh lý về tâm thần. Đấy là những các cái lịch sử. Và ở thế kỷ 20 chúng ta thấy rằng là ở Nga nó có rất nhiều các cái thử nghiệm để dùng điện điều trị trong giấc ngủ đúng không ạ? Hoặc là ở các cái nghiên cứu thử nghiệm ở Anh và ở Mỹ, người ta đánh giá người ta nghiên cứu cái sự phân cực phát điện của não đấy, từ năm 70 thế kỷ trước. Và đặc biệt người ta thấy rằng là từ năm 2000 trở đi thì hai nhà bác học Volus thì ta sẽ nói, và tao học bác học Nietzsche, ông bắt đầu đưa ra một số các nghiên cứu về dòng điện một chiều. Đấy, thì chúng ta thấy cái sơ đồ bên cạnh ấy, ta thấy là từ năm 2000 đến năm 2012 thì cái cột đấy nó biểu hiện các cái bài báo, những cái bài nghiên cứu về dòng điện một chiều xuyên sọ đấy TCS. Chúng ta thấy là cái số lượng bài báo đầu tiên chỉ là vài bài báo thôi, nhưng mà từ năm 2000 ấy, tuy nhiên đến năm 2012
2012 thì gần 200 bài báo ví dụ đấy. Thế là thống kê qua cái trang web về 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 các cái nghiên cứu. Bây giờ thì có lẽ số lượng này nó sẽ là nhiều hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và đến năm 1960, nhất là 1960 ấy, thì người ta bắt đầu người ta quan tâm nhiều hơn đến cái dòng điện một chiều xuyên sọ TDCS qua các nghiên cứu của ông Albert. Đấy, và ông đã chứng minh rằng là cái tính kích thích của vỏ não ấy, nó sẽ là chịu ảnh hưởng của dòng điện khi chúng ta cho dòng điện qua não, đúng không ạ? Và ông Albert này, ông phát hiện ra rằng là cái dòng điện ấy nó có thể có tác dụng âm tính, tức là nó ức chế, hoặc là dương tính, có nghĩa là nó làm cho hưng phấn lên của vỏ não, tùy theo mức cách kiểu mình kích thích. Đấy. Và đặc biệt tôi nhắc lại, từ năm 2000 trở lại đây, hai giáo sư là Walter Borlaug và ông Michael Nitsch của Đại học Göttingen của Hà Lan ấy, thì ông đã tái và ông đã đưa ra một loạt các cái nghiên cứu về TDCS và ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, đúng không ạ? Và hiện nay đến thời điểm chúng ta trình bày hiện nay thì cái kỹ thuật này đã được sử dụng rất nhiều với các kỹ thuật vào cái phác đồ khá là an toàn, đúng không ạ? Thế dòng điện một chiều chúng ta biết rồi, đây là kiến thức cơ bản thôi, đúng không ạ? Thì nó ta có nó dòng điện nó phát có như cái pin thôi, đúng không ạ? Nó có chúng ta sẽ có hai điện cực, là điện cực dương là anode và điện cực âm là cathode, đúng không ạ? Và dòng điện một chiều chúng nó có thể thắp sáng một cái đèn. Thì thay cái đèn đấy là chúng ta có thể áp dụng, ta đặt hai điện cực lên sọ não và để cái, và như vậy chúng ta đã thiết lập một cái mạch kín, và cái dòng điện đấy nó nguyên tắc là cái điện tử nó sẽ chạy từ gì, từ cực dương đến cực âm, đúng không ạ? Và nó chạy qua não của chúng ta. Tương tự như nếu nó chạy qua một cái bóng đèn thì là bóng đèn sáng. Thì bây giờ cái bản chất của cái dòng điện một chiều chúng ta là chúng ta đặt hai điện cực đấy, trái dấu cực dương và cực âm lên cái bề mặt của xương sọ, và như vậy là chúng ta đã thiết lập một dòng điện một chiều chạy qua não của chúng ta. Đấy là cái cơ chế của dòng điện một chiều. Như chúng ta đã biết ấy, thì dòng điện một chiều thì nó là một cái dòng mà chúng ta định nghĩa rồi, nó là một cái dòng có chiều không đổi, đúng không ạ, theo thời gian. Còn nếu mà là dòng một chiều đều, có nghĩa là cường độ đều, ra TDCS bản chất ấy, nó là dòng điện một chiều thôi. Tuy nhiên khi cái dòng điện mà chúng ta áp dụng trong các cái máy và chúng ta trình bày chiều này ấy, thì bản chất nó là dòng một chiều đều, tức là cường độ nó sẽ không đổi trong quá trình điều trị. Tuy nhiên thì trong thực tế ấy, thì không chỉ có dòng điện một một chiều TDCS được điều trị, mà nó có các cái biến thể, có các cái biến thể khác gọi là variant của cái dòng điện TDCS này. Ví dụ như là dòng điện một chiều mà có độ tập trung cao, tức là thay bằng nó có hai cực thôi thì nó có rất nhiều điện cực khác nhau. Đấy, tức là nó tạo ra rất nhiều các điện cực một chiều cùng một lúc đi qua. Hoặc là người ta có thể dùng dòng điện xoay chiều của TAC, TACS. Đó là biến thể. Đấy, là người ta có thể dùng dòng điện xoay chiều xuyên sọ, hoặc là người ta có thể dùng dòng điện bằng xung, một chung xung. Đấy, thì TD thì cái tất cả cái đấy người ta gọi dùng một chiều, thì dựa vào thời gian, cường độ, vị trí thì có thể có những các cái tác dụng khác nhau. Tuy nhiên cái mà chúng ta hôm nay chúng ta bàn luận và chúng ta thảo luận đó là chúng ta chỉ sâu vào cái TDCS, viết tắt của từ tiếng Anh là Transcranial Direct Current Stimulation, chữ viết tắt đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta dịch đây là dòng kích thích dòng điện một chiều xuyên sọ, đúng không ạ? Thì xin phép là để nếu mất thời gian thì sau này tôi sẽ nói là TDCS thôi, chứ bây giờ nói kích thích dòng một chiều xuyên sọ nó dài quá, đúng không ạ? Thế còn chúng ta sẽ không đề cập đến dòng xoay chiều cũng như là dòng dòng trùng trùng xung, chúng ta không không đến, tại vì cái máy hiện nay thì cũng chưa có trên thị trường Việt Nam. Đấy, thì đây là một cái biểu hiện, sơ đồ cái đường của cái điện một chiều xuyên sọ đều xuyên sọ, đúng ạ, TDCS. Thì bao giờ cái đấy thì lát nữa thì bác sĩ Dung và cử nhân Sĩ sẽ nói kỹ hơn. Nhưng bản chất chúng ta thấy là khi chúng ta bắt đầu bật máy thì chúng ta phải có khoảng thời gian để lên một cái cường độ điều trị, và cường độ này thì rất là thấp. Đấy, cái đặc điểm của dòng điện một chiều xuyên sọ này là áp là một dòng điện đưa vào não chúng ta chỉ khoảng 1 đến 2 mA. Đấy, đúng không ạ? Đấy, chứ không phải là lát nữa ta sẽ bàn luận, đúng không ạ? Chứ không phải là cứ máy đấy. Và thứ hai là sau đó sẽ có giai đoạn mà tắt máy và giảm dần xuống. Thì đây là cái sơ đồ và cách chúng ta đặt các cái chương trình như này, thì chúng ta sẽ cụ thể vào cái phần thứ ba, phần thực hành ấy, thì bác sĩ Thu và cử nhân Sĩ sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách
đặt các cái thông số này cho cái dòng điện được khi điều trị trên bệnh nhân. Đây là một số các cái hình ảnh của các cái máy, các cái dụng cụ TDCS có trên thị trường mà nó có từ năm 1900 đến nay, tức là có 100 năm nay rồi. Nó có các cái đời máy hiện nay có rất nhiều cái model khác nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên cái này tôi cũng phải nói luôn trước khi mà đến kết thúc, tức là bản chất như ta biết rồi, bản chất của cái phương pháp này là phương pháp dùng điện một chiều đều xuyên sọ. Đấy. Tuy nhiên tại sao nó lại có các hình ảnh này? Không, cái kỹ thuật này chỉ được đưa phép chỉ đưa phép đặt lên đầu bệnh nhân với các cái dụng cụ và các cái máy là được cho phép. Cụ thể là trên thế giới là FDA là cái cơ quan người ta chuẩn y cho phép được sử dụng cái máy đấy. Đấy. Với một cái dòng điện rất là an toàn từ 1 đến 2 mA. Đấy. Điều đó không có, điều đó rõ ràng là không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta cứ áp dụng dòng điện một chiều trên các cái máy điện kích thích của chúng ta hiện nay hàng ngày điều trị ngoại biên ấy, đặt lên sọ. Đấy, đấy là cái mà tôi cũng phải cảnh báo ngay ạ. Sau này sau cái hội thảo này nhiều anh chị đồng nghiệp lại sáng tạo, đúng không ạ? Lại sử dụng các cái máy điện một chiều điều trị ngoại biên do các hãng sản xuất ấy, đúng không ạ? Mà chưa được chuẩn y lên não, đặt lên não, đúng không ạ? Mà lý luận là em cũng đặt một chiều xuyên sọ. À, thì cái đấy thì nó rất nguy hiểm, không được phép. Đấy, thì đây trên hình ảnh chúng ta thấy đây là cái máy, cái một trong những cái model của hãng Neurocon của Đức, đúng không ạ? Đấy, thì cái này là cái hiện nay là chính là cái model mà đang được sử dụng tại trung tâm phẫu thuật Bạch Mai. Đấy, cái này có nguồn gốc của Đức và nó được FDA chuẩn y cho được sử dụng. Cũng cái hãng này thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ có một cái loại máy nó đơn giản hơn, gọi là Dimeter Mobile. Cái này theo tôi được biết thì tôi cũng nghe cũng là nguồn gốc cũng là hãng Neurocon của Mỹ đấy, đúng không ạ? Máy này thì nó đơn giản hơn, bởi vì nó đặt cái chương trình sẵn cho chúng ta rồi, và chúng ta chỉ có đưa lên các chương trình và chúng ta sẽ đưa lên và chúng ta sẽ đặt vấn đề là chúng ta đặt tìm đúng điểm kích thích để chúng ta đưa lên thôi. Thì cái máy này thì thực ra chúng tôi cũng không có kinh nghiệm. Tuy nhiên tôi biết là hiện nay hình như là có một số cơ sở phụ chức năng của Việt Nam cũng đã được trang bị cái máy này rồi. Đấy. Thì tuy nhiên cũng xin phép hội nghị là hôm nay chúng tôi sẽ thực hành trên cái máy DC Stimulated Blood, là cái máy của Đức mà hiện nay Bạch Mai đang có, đúng không ạ? Đây tôi mình sẽ giới thiệu này, đúng không ạ? Bây giờ phần thứ ba là chúng ta sẽ bàn luận về cơ chế tác dụng của cái TDCS như thế nào. Như chúng ta biết ấy, thì những cái cơ chế tác dụng điều biến thần kinh của TDCS này thì cũng đã được biết từ lâu và được nghiên cứu ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước. Các tác giả như là Binman hay là Grufeld từ năm 62-64 người ta đã nghiên cứu cái tác dụng của dòng điện một chiều xuyên sọ này trên các động vật thí nghiệm trên chuột, đúng không ạ? Thì người ta rõ ràng cái hình ảnh cái chị bên cạnh ấy, cathode màu xanh xanh nó hơi mờ, đúng không ạ? Cathode đó là kích thích ở cực âm, còn màu đỏ là anode là kích thích tại cực dương. Thì các chị thấy là rõ ràng thì khi trên chuột ấy, thì từ năm 60 thế kỷ trước người ta đã chứng minh được rằng là tế bào neuro thần kinh nó đáp ứng với những thay đổi có tính khử cực của màng tế bào do cái dòng điện TDCS để gây ra, đúng không ạ? Và nó khi thay đổi như vậy thì nó có thể nó giảm dẫn truyền thần kinh tại cái cực âm, hoặc là ngược lại nó làm tăng cái dẫn truyền thần kinh xung thần kinh ở cực dương. Đấy, các anh chị thấy rằng ở màu đỏ là cực dương thì rõ ràng là cái xung thần kinh nó được biểu hiện rất là dày, trong khi đó ở cực xanh thì rõ ràng là nó rất thưa thớt, như vậy là nó làm giảm đáp ứng thần kinh. Và cái dẫn truyền thần kinh ở trên chuột đấy, người ta thấy rằng nó tăng lên khi mà cái cực dương này nó đặt gần cái thân neuron hoặc là gần cái phần đuôi gai, và nó đảo ngược lại, tức là nếu mà ta đưa cái phần cathode, tức là phần âm vào cái thân tế bào thì nó làm cái dẫn truyền thần kinh của con chuột đấy giảm đi. Đấy là những cái thí nghiệm từ những cái năm 60 của thế kỷ trước, đúng không ạ? Về cơ chế tác dụng như vậy ấy, thì trên qua rất nhiều nghiên cứu thì tự chung lại nó sẽ có hai cái cơ chế mà người ta giải thích cái tác dụng của dòng điện một chiều xuyên sọ TDCS. Một là cái TDCS nó có tác dụng, nó điều biến cái tính kích thích, tính dễ kích thích hay gọi là tính hưng phấn của vỏ não.
tức là nó làm thay, từ đó nó thay đổi cái chức năng của não bộ do cái sự khử cực hoặc là quá phân cực của điện thế nghỉ màng tế bào thần kinh. Cái này thì ta sẽ nói kỹ hơn ở phần sau. Còn cơ chế thứ hai là cơ chế nó liên quan đến tính thay đổi tính mềm dẻo thần kinh. Đây là một cái khái niệm cũng được áp dụng người ta rất nhiều hiện nay, neuroplasticity. Trong cái tính mềm dẻo thần kinh ở mức độ neuron thì nó có hai hiện tượng, là hiện tượng long term potential potentiation, gọi là viết tắt là NTP. Cái hiện tượng này là hiện tượng tính mềm dẻo thần kinh nó tăng cái sự kết nối, tăng giữa hai neuron, tăng cái kết nối thần kinh synapse, nó làm quá trình dẫn truyền qua synapse tăng lên. Đấy, như vậy là cái khả năng mềm dẻo nó tăng lên. Ngược lại với LTP, đó là cái hiện tượng LTD, tức là long term depression, tức là khi đó thì mặc dù neuron thần kinh vẫn thế nhưng sự kết nối của hai neuron này nó giảm đi, nó bị hạn chế, và như vậy dẫn truyền thần kinh qua neuron này cũng giảm đi. Thì TDCS ấy, khi áp dụng lên não thì nó gây lên một tình trạng thay đổi về tính mềm dẻo thần kinh giống như hiện tượng LTP hoặc hiện tượng LTD. Do đó người ta nói nó là nó gây hiện tượng LTP light hoặc là LDP DP à, xin lỗi, LTD và LDP. Nó ảnh hưởng đến tính biến đổi qua xuyên suốt thần kinh. Thì đấy là hai cái cơ chế chính giải thích cái tác dụng của dòng điện một chiều xuyên sọ. Đấy, để giải thích kỹ hơn cái cơ chế một là cơ chế liên quan đến cái điện thế màng, liên quan đến điện cực. Thì những người ta biết rằng là khi chúng ta, đây cái sơ đồ chúng ta thấy đúng không ạ? Cực dương là dấu dương và cực âm, cực dương là anode, và cực dương cực âm là cathode. Những hai điện cực này đặt lên đầu bệnh nhân tắt và chúng ta kết nối thành một dòng điện chạy qua não. Thì chúng ta lưu ý rằng là cái dòng điện ở dưới cực dương nhá, anode, thì vì nó cực dương, mà cực dương thì nghĩa là điện cực, điện các ion dương sẽ chạy từ dương sang âm. Như vậy rõ ràng là tại cái điện phía dưới của điện cực dương ấy, nó thiếu hụt các ion dương tại màng tế bào lúc nghỉ. Và khi đó chính vì hiện tượng như vậy nó gây ra một tình trạng gọi là khử cực, depolarization của màng tế bào lúc nghỉ của màng tế bào thần kinh. Khi có hiện tượng cực xảy ra, nó hoạt hóa các kênh canxi và natri của trên màng tế bào thần kinh, và khi đó thì tính dễ kích thích và tính hưng phấn của tế bào thần kinh tại chỗ đấy nó tăng lên, thể hiện là các sung thần kinh nó tăng lên. Và nói túm lại là các tế bào thần kinh tại ở cực địa điểm đặt cực dương, tại anode ấy, thì nó tăng tính kích thích và tăng hưng phấn. Đấy. Ngược lại, ở các cái tế bào ở ngay dưới cực âm, tức là cathode, thì nó lại ngược lại vì các ion dương nó chạy đến gần nhiều quá, nó gây ứ thừa, gây hiện tượng phân cực quá mức, người ta gọi là hyperpolarization của điện thế nghỉ, và làm cho bất hoạt các cái kênh canxi và natri của màng tế bào. Và như vậy thì cái tính rất dễ kích thích hoặc là tính hưng phấn của các tế bào thần kinh này giảm đi. Như vậy là bệnh nhân nôm na là cái tế bào thần kinh nó bị ức chế dẫn chuyển. Như vậy thì tóm lại là khi mà có một dòng điện một chiều chạy qua não thì tại cực dương các tế bào thần kinh được kích thích hoặc là dễ bị kích thích hơn, còn tại cực âm thì các tế bào thần kinh bị giảm tính kích thích hoặc là bị ức chế. Đấy, chúng ta hiểu các cái, chúng ta cần nhớ rõ này nhá, thì chúng ta sẽ hiểu cách đặt các cái điều trị trong việc điều trị lâm sàng. Đây là ví dụ, chúng ta cũng ví dụ cụ thể thôi đúng không ạ. Đây là cực dương anode đúng không ạ, cực âm. Như vậy ở cực dương thì có hiện tượng khử cực và tế bào nó này sẽ bị tăng cường nhạy cảm, tăng kích thích. Ngược lại ở cực âm thì có tính gọi là phân cực quá mức, hyperpolarization, và khi đó thì cái tính dễ kích thích của não bị giảm đi và não tế bào các tế bào thần kinh bị ức chế. Đấy, thì đây mình nhắc lại thôi, chúng ta thấy rằng rõ ràng là TDCS nó qua đó nó sẽ điều biến được cái tính hưng phấn của vỏ não. Nhắc lại đúng không? Thì rõ ràng là tại nếu mà chúng ta kích thích tại cực dương thì tại chỗ đấy tính hưng phấn của vỏ não sẽ tăng lên đúng không ạ? Và ngược lại tại cực âm, nếu ta kích thích tại cực âm thì tính hưng phấn hoặc là tính kích thích của vỏ não giảm đi. Người ta có thể chứng minh bằng bằng MEP, tức là bằng điện thế gợi vận động. Ví dụ ta thấy rằng chúng ta thấy rằng ví dụ chúng ta đầu tiên là chúng ta dùng từ trường xuyên sọ, chúng ta dùng sung, chúng ta ghi lại một cái điện thế gợi kích thích của bệnh nhân, sau đó chúng ta cho chạy điện, sau đó chúng ta một chiều xuyên sọ, sau đó ta đo lại để đánh giá. Thì các chị thấy cái hình ảnh này cũng rất là hay đúng không ạ? Rõ ràng là khi chúng ta đánh giá cái điện thế gợi kích thích, viết tắt là MEP này, MEP đấy, thì sau khi chúng ta kích thích điện một chiều xuyên sọ thì tại cực dương anode
đúng không ạ? Tại cực dương thì cái biên độ của cái mép này nó tăng lên. Đấy, chứng tỏ là bệnh nhân cái tính hưng phấn nó kích thích nó mạnh lên, đúng không ạ? Và ngược lại, tại cực âm cathode thì cái biên độ của cái mép, cúp cái mép đấy ghi lại thì nó lại giảm biên độ đi. Có nghĩa là cái tính hưng phấn, cái tính chịu kích thích của tế bào tại cực âm nó giảm đi. Tương tự như vậy thì Fermi 2014 cũng đã có một loạt các nghiên cứu dựa trên cái điện thế gợi này ở tại hai cực âm dương. Thì các bạn đồng nghiệp có thấy là cái hình ảnh B ấy, người ta thấy rằng là ở A nhé, đấy, anode on, tức là người ta bật cái cực dương lên thì rõ ràng là các điện thế gợi nó dày đặc lên, đúng không ạ? Xin lỗi cái này nó hơi khó, đúng không ạ? Đấy, khi nhưng mà khi chúng ta đang dày đặc ở B, chúng ta tắt đi anode nó ọp ọp thì các cái mép, các điện thế gợi nó lại thưa thớt đi. Đấy, chứng tỏ là rõ ràng là cái điện cực dương đấy nó làm cho các cái điện thế gợi nó dày lên. Tương tự như vậy, chúng ta thấy điểm E, tức là cathode, tức là tại cực âm, các điện thế gợi nó đang dày đặc, khi mà chúng ta on nó bật lên thì các cái gần như là về đường đảm điện, đúng không ạ? Không những ghi nhận được các mép nữa. Đấy, thì đây cũng là một cái thử nghiệm để chứng minh cái tính kích thích hay tính hưng phấn của vỏ não của cái lô thần kinh nó khác nhau giữa cực dương và cực âm, đúng không ạ? Cơ chế thứ hai là cơ chế liên quan đến điều biến cái tính mềm dẻo thần kinh neuroplasticity giống như NTP. Đấy, thì người ta rõ ràng người ta cũng là thấy đang đã chứng minh được rằng là mà NTP bản chất nó là cái việc tăng dẫn truyền thần kinh qua synapse bền vững qua thời gian long term, đúng không ạ? Và cái này nó sẽ liên quan nhiều đến các cái thụ thể với các chất dẫn truyền trung gian thần kinh, và cụ thể ở đây là hai chất là chất glutamate và chất GABA. Chúng ta biết là glutamate là một chất dẫn truyền trung gian thần kinh nhanh mà có tính chất kích thích, đúng không ạ? Để cái chất này nó gắn vào màng sau synapse thì nó phải gắn với thụ thể N-metin taspartat, đúng không ạ? Ngược lại thì GABA như chúng ta biết đây là một chất ức chế dẫn truyền thần kinh, đúng không ạ? Khi chúng ta ngủ ấy thì GABA nó hoạt động rất mạnh, đúng không ạ? Khi thần kinh nó được ức chế thì khi cái kích thích tại cực dương thì nó làm cho cái thụ thể NMDA tăng lên, tăng giải phóng ion na canxi sau synapse, và như vậy nó làm tăng cái kết nối với glutamate và giảm cái hoạt động của GABA. Như vậy tại cực dương nó cũng làm cho quá trình dẫn truyền qua synapse thần kinh tăng lên, nó giống như là NTP, đúng không ạ? Ngược lại cái kích thích cực âm thì ngược lại và nó làm giảm cái hoạt động của glutamate và làm tăng hoạt động của GABA. Đấy là liên quan đến chất dẫn truyền trung tâm thần kinh. Đấy, thì đây là hình ảnh tôi nhắc lại thôi, nó rõ ràng cái sơ đồ C các bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta kích thích cực dương đấy thì nó rất giống cái tình trạng gọi là gì, tăng dẫn truyền thần kinh, đúng không ạ? Và khi mà ở D tức là kích thích cực âm thì nó làm giảm dẫn truyền thần kinh, đúng không ạ? Ngoài một cái nữa đấy, về cơ chế thần kinh chúng ta cũng người ta cũng đã chứng minh được cái tác động ngắn hạn và tác động dài hạn của TDC trên vỏ não vận động. Đây là một nghiên cứu của NIST năm 2007. Ông cũng đánh giá dựa trên cái đo biên độ của gợi điện thế gợi vận động sau khi mình kích thích 10 phút. Có thể kích thích theo hai kiểu, kích thích dương anode hoặc kích thích âm cathode tại vỏ não vùng vận động mà mình đo được mép bằng ở cơ dạng ngắn ngón cái, đúng không ạ? Thì rõ ràng là theo sơ đồ chúng ta thấy cái đường đẳng điện này là một, như vậy hoàn toàn là toàn bộ phần nửa trên là phần gì, là phần cực theo cực dương thì rõ ràng là mép nó tăng lên, và cực âm là dưới đường một tức là giảm đi. Như vậy rõ ràng là, và người ta thấy rằng là theo thời gian người ta đo cái đấy thì ta thấy rằng là sau khi mình kích thích 10 phút thì có tác dụng tăng cường tại cực dương và giảm giảm đi tại cực âm tới tận 60 phút, là 1 tiếng sau khi kết thúc. Tức là chúng ta hiểu rằng là kích thích và cái kích thích nó kéo dài khoảng 1 tiếng sau khi kết thúc, và người ta ông này ông nghiên cứu thấy rằng là sau 90 phút thì vai trò cái này giảm đi. Đấy là tác động ngắn hạn của TDCS. Ngoài ra thì có một nghiên cứu nữa của Ray và cộng sự năm 2009 thì đánh giá cái tác dụng tích lũy, tác dụng kéo dài của TDCS. Đấy, thì ông đã chứng minh rằng là bệnh nhân này
có hai nhóm bệnh nhân kích thích dương và nhóm giả kích thích gọi là SAM đấy, trên vỏ vận động trong 5 ngày trời. Thì các chị thấy rằng là cái này người ta đánh giá bằng các cái biến số là cái kỹ năng hoạt động của vỏ não. Đấy. Thì cả hai nhóm đều tăng lên. Tuy nhiên cái nhóm mà mình kích thích bằng điện ấy, thì nó hơn cái nhóm mà giả kích thích SAM và có như thống kê 0,005. Tuy nhiên có một cái hay là người ta thấy rằng là nếu ở cái nhóm giả dược ấy, à, giả giả kích thích ấy, thì cái đỉnh kích thích nó đạt được khoảng ngày thứ ba, sau đó nó cứ duy trì ở ngày thứ năm thôi, nó cứ đều. Tuy nhiên cái nhóm mà kích thích bằng điện một chiều xuyên sọ dạng kích thích dương ấy thì nó cứ tăng dần lên theo thời gian. Đấy, nó ngày thứ hai cao hơn ngày thứ nhất. Đấy, ta thấy cái sơ đồ phía trên đấy, người ta thấy đấy, người ta để ý nhá, không thấy gì luôn. Đây đấy, cái này nó là biểu hiện của phía trên là của kích thích, còn dưới là giả kích thích. Thì như vậy là cái kích thích kéo dài của nó tác dụng cộng hưởng vào ngày thứ tư cao hơn ngày thứ ba, ngày thứ năm cao hơn ngày thứ thứ tư. Mà người ta giải thích cho nhiều cơ chế lắm, có thể người ta dựa vào cái như chúng ta nói là cái tính mềm dẻo thần kinh đấy, nó làm tăng cường cái dẫn truyền qua synap. Thứ hai là người ta cũng thấy rằng là có thể có cái biến đổi giải phẫu, người ta giả định thôi là có thể tăng các cái gai của sợi 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 gai, tua gai hoặc là mọc chồi của sợi trục. Thì đấy là cái cách mà người ta giải thích là tại sao cái kích thích TDC TDCS nó có thể kéo dài, nó tích lũy qua các ngày điều trị, đúng không ạ? Ngoài nữa về mặt tăng tương thế thì tặng nói thêm, tức là người ta đã chứng minh được rằng là TDCS nó tác dụng tại chỗ. Đấy, thông qua cái việc tăng N-acetyl aspartate, đó là cái tiền thân bể chứa của glutamate, là cái chất dẫn truyền thần kinh. Người ta đo được, mà cái này có thể đo được bằng NAA đấy, người ta đo được bằng cộng hưởng từ. Đấy, thì người ta thấy rằng ông Clark năm 2011 ông chứng minh được rằng là cái chất này, cái chất acetylamine này ở trên não này nó tăng lên ngay phía dưới tại chỗ, ngay phía dưới điện cực. Hoặc là người ta đã ông Lăng năm 2005 ông chứng minh là cái dòng máu não ấy, nó cũng tăng lên ở ngay phía dưới điện cực. Đấy, như vậy là rõ ràng là cái điện một chiều xuyên sọ này nó có tác dụng tại chỗ, đúng không ạ? Và cũng ông Lăng năm 2005 thì ông đã chứng minh qua cái điện gọi là cộng hưởng từ chức năng fMRI đấy, function MRI đấy, thì ông có chứng minh được rằng là TDCS ấy, hiệu quả nó lan tỏa rộng ra nhiều vùng khác nhau của vỏ não, tức là nó ngoài tác dụng tại chỗ thì nó còn tác dụng lan tỏa chứ không phải tại chỗ, đúng không ạ? Thì túm lại về cơ chế tác dụng, tôi nhắc lại cho anh chúng ta, túm lại cho chúng ta để chúng ta nhớ thôi. Thì túm lại TDCS nó tác dụng hai bằng hai cơ chế. Thứ nhất là nó làm thay đổi cái điện cực, điện thế của màng tế bào thần kinh neuron lúc nghỉ tùy theo dấu điện cực, và từ đó nó làm ảnh hưởng đến tính kích thích của vỏ não. Và cụ thể ở đây chúng ta nhớ lại nhé, chúng ta nhớ lại màu xanh màu đỏ, thì tại cực dương ấy thì các cái tế bào nó bị tăng cường kích thích lên, tức là nó kích thích mạnh lên. Còn tại dưới cực âm thì các tế bào thần kinh nó bị ức chế hoặc nó giảm tính kích thích đi. À, và cái tác dụng này thì nó có thể kéo dài khoảng 1 giờ sau 10 phút kích thích, và nó có thể tác dụng dài hạn. Đấy, tích lũy sau vài ngày giống như cơ chế của LTP hoặc LDP trong việc là tạo tính mềm dẻo thần kinh, và nó giống như tác dụng, và cái này nó được áp dụng, chúng ta chính là cái cơ chế mà chúng ta áp dụng để chúng ta phối hợp với việc tập luyện để tái học tập, để tăng cường tính mềm dẻo thần kinh trong phục hồi chức năng. Đấy, chúng ta đã biết ở đây chắc là nhiều anh chị cũng đã dự cái những khóa đào tạo về Avang rồi, thì người ta cũng nói rằng là tính mềm dẻo thần kinh tăng lên thì cái khả năng phục hồi của bệnh nhân sau đột quỵ não sẽ tăng lên, đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là như vậy thì chúng ta sẽ có các kiểu kích thích như thế nào bằng dòng điện một chiều xuyên sọ. Như vậy là người ta có bốn loại kích thích khác nhau, đúng không ạ? Trước ta trình bày, thứ nhất là chúng ta kích thích cực dương, người ta gọi là anodal TDCS, tức là người ta sẽ đưa cái cực dương đấy đến nơi mình điều trị, người ta gọi người ta sẽ nói là kích thích cực dương, đúng không ạ? Thì nó làm tăng cái hưng phấn thần kinh tại khu vực mình cần thích, mình làm tăng lên. Đây là cái loại, cái cách điều trị hay áp dụng nhất của TDCS, và tí chúng ta sẽ nói. Và cụ thể thực tế là chúng tôi ở Bạch Mai chúng tôi cũng áp dụng cái này, mà bác sĩ Thu cũng sẽ trình bày ở cái bài sau. Loại thứ hai là kích thích cực âm, tức là cái cực âm này nó làm giảm tính hưng phấn. Như vậy là nếu ta dùng cách này, tức là người ta đặt cái điện cực âm vào nơi mà chúng ta cần điều trị, mục tiêu là làm giảm cái tính hưng phấn tại cái vùng đấy đi, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như một số các tình trạng gì đấy chúng ta sẽ nói, đúng không ạ?
Loại thứ ba là phối hợp cả hai. Đấy, phối hợp cả hai, hai loại này, kích thích dương và kích thích âm phối hợp với nhau. Đấy, chúng ta thấy cái hình ảnh tôi vẽ đề số đấy. Một là loại kích thích dương, hai là kích thích âm, và ba là kích thích cả hai, chơi cả hai loại. Còn lại giả kích thích sam ấy, cái đấy là giả thôi, tức là đặt điện cực nhưng không kích thích, thì cái này thực ra để áp dụng trong nghiên cứu giả như kiểu giả dược ấy thôi, đúng không ạ? Đấy, thì đây là người ta gọi là kích thích anodal, người ta gọi là kích thích dương. Đấy, những cái chị để ý, cực dương cái này đây là cực để màu trắng, cực đen. Đấy, thì ví dụ cái vùng não này là cái vùng não, một lý do đấy chúng ta cần kích thích, thì người ta đặt cái điện cực dương vào vùng đấy. Thế nên người ta gọi đây là cách cách được bằng cách là kích thích dương. Đấy. Đấy, thì cái đề nghị các anh chị sau này tôi có nói cách kích thích dương là cái chị hiểu là cách như này. Ngược lại cách kích âm là gì? Là cái cũng cái vùng điều trị đấy nhưng mà ta đặt cái điện cực âm vào. Đấy, thì người ta gọi là kích thích cực âm. Đấy, chúng ta thống nhất ạ, hai cách, hai gặp hai hai cách sử dụng phổ biến, đúng không ạ? Còn thực tế là người ta thể phối hợp cả hai cách là âm và dương. Đấy, ví dụ thôi. Đấy, ví dụ đây là hình ảnh cái này, chúng ta thấy không, bệnh nhân này bị liệt nửa người, đúng không? Vùng tổn thương là vùng bên theo chúng ta chỉ là bên trái đi, nhưng mà theo chúng ta là màu đỏ đây. Nếu mà ta đặt điện cực như thế này, đúng không ạ, thì đây người ta gọi là kích thích cực dương. Đây, hiểu chưa? Tức là người ta đặt cái điện cực dương vào đúng cái vùng não, não bên bán cầu não tổn thương ấy, thì người gọi là vùng kích thích kiểu cực dương. Ngực vẫn cái bệnh nhân đấy, nhưng mà nếu mà ta lại đặt cái vùng âm ở bên cái não lành ấy, cực dương lại là cực vùng gọi là reference, thì người ta gọi đây là kiểu kích thích cực âm. Đấy, còn nếu mà chúng ta để như thế này là người ta phối hợp hai kiểu. Đấy, là cái cách áp dụng trên lâm sàng về cách điều trị. Rất chúng ta phải rất lưu ý nhé, chúng ta phải xác định là chúng ta cần cái gì thì chúng ta làm, đúng không ạ? Ở phần chỉ định thì thực ra ở nay thì có rất nhiều các cái áp dụng trên lâm sàng, rất nhiều, thực sự là rất là nhiều trên lâm sàng. Thì chúng ta thấy lên một cái slide mà tôi cũng lấy được của Neuroacademy, là một cái hiệp hội đào tạo ở châu Âu. Thì các anh chị thấy rằng là cái chỉ định nó khá là rộng, đúng không ạ? Từ đột quỵ này, động kinh này, đau mãn tính này, đau cân cơ này, đau đau sau phẫu thuật này, trầm cảm, loạn chứng liệt cơ, Alzheimer, MS đấy, rất là nhiều, tâm thần phân liệt đấy, tôi thấy có mấy anh chị ở bên tâm thần vừa sang, đúng không ạ? Đau đầu migraine đấy. Rồi cả rối loạn ADHD, là rối loạn chức năng điều hành, rồi TBI, rồi rất nhiều, đúng không ạ? Đấy. Và đây là một cái con số người ta để người ta liệt kê những các cái chỉ định hay gặp, đúng không ạ? Thì đấy là sốc khá là tỷ lệ khá cao. Ở châu Âu người ta dùng 12% trong số lượng người ta nghiên cứu là điều trị trong sốc, hoặc là cái số người, cái số theo tuổi ấy, thì có vẻ như là tuổi từ 40 đến 70 có vẻ được sử dụng nhiều, đúng không ạ? Tuy nhiên là kinh nghiệm của chúng tôi ấy, ở tại Bạch Mai ấy, thì tôi sẽ nêu hai cái chỉ định chính là người ta có bằng chứng. Thứ nhất là điều trị trong hiệu quả trong điều trị trầm cảm, thì cái này thực ra tôi chưa có kinh nghiệm đâu, nhưng mà được các y văn người ta nói nhiều về cái vai trò của nó, thì tôi cũng xin phép là chỉ đưa ra một số các cái nghiên cứu. Đấy, còn thực tế thì chúng tôi áp dụng chủ yếu là trên đột quỵ não. Ngoài ra thì cũng thể trình bày cho các anh chị y văn người ta nói về một số chỉ định khác. Rồi, nhất là trầm cảm ạ. Đấy, đây là trầm cảm. Đấy, thì cách đặt thực ra thì vì theo nghiên cứu thì trầm cảm điều trị cái điện một chiều xuyên sọ này ấy, thì người ta đã ở mức độ bằng chứng bậc A. Đấy, evidence A, đúng không ạ? Khá là cao, đúng không ạ? Thì rõ ràng là người ta có thể áp dụng điều trị như thế này. Phác đồ của họ ví dụ là 10 đến 15 đợt điều trị, buổi điều trị. Mỗi buổi điều trị thì khoảng 20 đến 30 phút. Đấy. Cái cường độ kích thích thì như ở đây người ta nói là khoảng độ 2 mA, đúng không ạ? Và cách đặt điện cực ấy, màu đỏ chính là gì? Màu đỏ tức là cực dương. Đấy, màu xanh tức là cực âm. Đấy. Đấy, thì người ta có thể đặt vào, người ta ở đây người ta điều trị theo hướng là ano, tức là người ta được điều kích thích cực dương. Và có một vài cái nghiên cứu ở bên tài liệu thì tôi nói rằng là có hiệu quả chống trầm cảm sau khoảng 2 đến 3 tuần điều trị. Và tốt hơn nữa là người ta có thể vừa kích điều trị cái này vừa kết hợp với thuốc chống trầm cảm, hoặc là bằng các phương pháp tâm lý trị liệu. Đấy là cái đấy, trong đây thì đấy, thì đây là một nghiên cứu năm 2015, đúng không ạ? Của một tác giả, nhóm tác giả năm 2015.
Đấy, nghiên cứu vai trò của TDCS ở trong cái bệnh nhân bị trầm cảm, đúng không ạ? Đấy thì các anh chị thấy là người ta vẽ cái protocol của họ đấy. Đấy, người ta đặt ở vị trí F3. F3 là cái vị trí đặt theo cái vị trí mắc điện cực nằm điện não đồ, đúng không ạ? Còn cái điện cực âm là reference đấy, người ta đặt ở vùng trán, trán, cái này là vùng trước trán, FB2, đúng không ạ? Đấy. Đấy là những cái protocol của họ, và người ta đánh giá cho hai nhóm. Một nhóm là người ta kích thích, nhưng mà kích thích kiểu giả kích thích thôi. Nhóm thứ hai là người ta kích thích thật. Đấy, bằng dòng điện một chiều xuyên sọ, đúng không ạ? Và người ta review nhé, đây là phương án, đây là cái nghiên cứu tổng, người ta review 6 cái nghiên cứu thiết kế giống như này, và ngẫu nhiên có đối chứng, đúng không ạ? Với tổng số là 294 bệnh nhân, thì kết quả là thấy có sự ở cái theo hai bảng điểm HDRS17 và MASLDS là những cái biến số để đánh giá kết quả của nhân sau trầm cảm, thì rõ ràng là người ta ở cái nhóm active ấy, là cái nhóm mà có kích thích điện ấy, thì có sự khác biệt của nghiên thống kê. Và đặc biệt người ta thấy là nếu kích thích, các chị thấy nếu kích thích mà nó tốt nữa là nó phù hợp với cả sertraline, tức là cái thuốc thuốc chống trầm cảm, thì cái nhóm này có sự khác biệt rất lớn với cái nhóm chứng, đúng không ạ? Đây cũng là một nghiên cứu nữa đấy, tôi cũng xin phép là sưu tầm, tức là cái này là nghiên cứu này từ 2013. Nghiên cứu này thì người ta cũng thế, thì người ta sẽ có bốn nhóm. Đấy, người ta so sánh bốn nhóm luôn. Đấy, ở mức độ là gì? Là trầm cảm mức độ nhẹ và nặng, à vừa và nặng, đúng không ạ? Chia làm bốn nhóm. Một nhóm là người ta vừa giả kích thích lại vừa giả dược. Đấy. Nhóm thứ hai là người ta giả kích thích và người ta cộng cho nhân uống thuốc, cho nhân uống thuốc sertraline là thuốc chống trầm cảm. Nhóm ba là người ta cho kích thích điện nhưng mà lại không uống thuốc, giả dược. Và nhóm thứ tư, mỗi nhóm 60 bệnh nhân, nhóm thứ tư là người ta vừa cho uống thuốc chống trầm cảm, người ta vừa kích thích, đấy, kích thích từ trường xuyên à, điện trường một chiều xuyên sọ với khoảng là 12 đợt điều trị, đấy, 20 mA, đấy, điều trị khoảng 30 phút một buổi. Đấy thì các anh chị nhìn thấy cái kết quả biểu diễn ở phía dưới ấy, thì rõ ràng là cái hai nhóm cuối ấy, thì nó kết quả rất là tốt, và sự khác biệt của cái thống kê mà có sự khác biệt ngay ngay từ tuần thứ hai, người ta đánh giá ở cái mức tuần thứ hai, tuần thứ tư, tuần thứ sáu. Đấy, thì rõ ràng là sự khác biệt giữa các nhóm nó có cái thống kê, và cái hai nhóm cuối thì kết quả rất là tốt, đúng không ạ? Sự khác biệt nó 0,001 cơ, đúng không ạ? Đấy thì người ta thấy rõ ràng là cái điện một chiều xuyên sọ nó cũng có góp phần, nó cũng rất là có vai trò, có hiệu quả trên bệnh nhân điều trị cho bệnh nhân trầm cảm, đúng không ạ? Đây là một cái phân tích gộp meta analysis cái vai tác dụng của cái điện một chiều xuyên sọ cho bệnh nhân trầm cảm. Đấy, qua khoảng 8 nghiên cứu khác nhau gộp, thì các anh chị thấy rằng của tác giả Shiozawa của Nhật, thì ta thấy rằng rõ ràng gì đây? Ta thấy overall này, ta thấy rõ ràng là nó ở mức độ 0,59 đấy, một nghĩa là nó tương đối là có hiệu quả bên phải, tức là chúng ta có hiệu quả đối với chúng trầm cảm. Đúng không? Đây là cái nghiên cứu gộp các 8 nghiên cứu. Tuy nhiên thì tôi nói ấy, thì đây là nghiên cứu chúng tôi sưu tầm được thôi, và chúng tôi trình bày. Tuy nhiên là còn thực tế lâm sàng trầm cảm nào thì có lẽ cũng xin ý kiến của các anh chị bên tâm thần, tôi chung kinh nghiệm nhiều lắm. Cái quan trọng là từ đây là chúng tôi xin phép chia sẻ các anh chị các kinh nghiệm điều trị cái điện một chiều xuyên sọ này trên bệnh nhân đột quỵ não. Như ta biết ấy, thì theo các tác giả, các nhà về sinh học thần kinh ấy, thì người ta đưa ra cái giả thuyết, ta đưa giả thuyết là khi mà một não của chúng ta, một bên bán cầu đại não của chúng ta mà bị tổn thương, ở đây là tổn thương do đột quỵ não, xuất huyết hay nhồi máu vân vân, thì như vậy thì cái bên bán cầu não mà nó bị tổn thương ấy, thì nó sẽ bị giảm cái tính hưng phấn thần kinh, cái tế bào thần kinh ở đấy nó sẽ bị giảm kích thích đi, ức chế đi. Ngược lại thì bên cái não bên lành thì cái tính hưng phấn nó lại mạnh lên. Tại vì bình thường của chúng ta ấy là có sự cân bằng giữa hai cái bên bán cầu, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy rằng rõ ràng là chúng ta thấy là chúng ta có sự cân bằng giữa hai bán cầu phải và trái. Bình thường ta cân đối hoạt động có tính kích thích cũng như ức chế giống nhau. Khi mà một bên bán cầu bị tổn thương thì rõ ràng là cái bên tổn thương đấy, cái tính hưng phấn, tính kích thích giảm đi, thì cái sự cân bằng nó đã bị lệch sang bên bên khỏe,
đúng không ạ, bên lành sẽ khỏe lên. Chúng ta tưởng tượng như hai ông kéo co đúng không, bình thường hay bằng nhau thì không có sự thay đổi, nhưng khi mà một ông bị tổn thương, ông yếu thì cái ông khỏe nó kéo ông co, ông kia mạnh lên, ông lấn át cho ông yếu đúng không ạ. Thì như vậy ở cái việc mà ở trên sơ đồ A ta thấy là khi mà não bên phải bị tổn thương, như vậy là cái bán cầu não trái ấy, nó sẽ hưng phấn, nó sẽ mạnh lên đúng không ạ. Đây người ta vẽ đây đúng không ạ, nó sẽ lấn át cái bên não bên không tổn thương đúng không ạ. Như vậy thì có hai cách để chúng ta cải thiện là cái sự mất cân bằng này. Cách đầu tiên ấy là người ta có thể gì, cái não bị tổn thương bị kém đi ấy, thì giờ làm nào chúng ta phải kéo lên, phải kích thích để nâng nó lên đúng không, đúng không, mình phải tầm bổ cho cái thằng yếu nó khỏe lên để nó chống lại cái thằng bên kia. Đấy là cái cách đầu tiên. Đấy, cách thứ hai là người ta gì, cách thứ hai là người ta lại cho cái thằng khỏe nó yếu đi. Đấy, tức là giảm giảm cái kích thích của nó đi. Đấy, đây là hai cái cách để xử lý cái mất cân bằng này. Và người ta nói rằng là khi chúng ta xử lý như vậy thì rõ ràng là nó lập lại cái tính cân bằng giữa hai bên bán cầu. Đấy, đấy là cái cơ sở chính. Đấy, thì bây giờ cũng nói luôn, thế các anh chị muốn kéo lên thì các anh chị dùng cái cực gì ở đấy? Khi mà chúng ta muốn cái nó đang kém, nó đang yếu, nó đang bị kém đi, bây giờ mình kéo nó lên, mình làm tăng cái tính kích thích nó lên thì mình phải đặt cái định cực gì vào đấy? Đúng rồi, đấy, rất giản đúng không ạ? Cực dương, đấy là người ta thấy cực dương ở B ấy, cực dương. Như vậy là cực dương lúc này mình phải làm theo cơ chế là mình đặt cực dương ở cái vùng não bị tổn thương, não bị bệnh, đúng không ạ? À, nếu mà mình làm cái kiểu hai là kiểu mình kéo cái thằng lành nó xuống, tức là nó đang hưng phấn quá mức, nó át lân là át vía thằng kia. Bây giờ mình làm nó kéo nó xuống thì mình đặt cái cực gì lên đấy? Cực âm. Đúng không ạ? Thì đấy là cái cách mà người ta áp dụng trên lâm sàng phương pháp này. Đúng không ạ? Trong bệnh nhân đột quỵ nào. Đúng không ạ? Rồi, để chứng minh thì chúng ta cũng rõ ràng thôi. Đây là một cái hình ảnh để chứng minh cái việc là mình, cái này người ta sử dụng cực âm nhé. Đúng không ạ? Bệnh nhân này là có một cái ổ nhồi máu ở bên bên phải này, cái bên dày dày này, các anh chị về cái này đáng quá. Đây là chỗ tổn thương của bệnh nhân. À, và bệnh nhân này người ta đang tập và đang phục hồi. Và đây là phim cộng hưởng từ chức năng. Đấy, tức là khi mà chúng ta cử động một cái chi bên bên cơ thể thì nó sẽ có biểu hiện các tín hiệu ở trên não. Thì ta hiểu rằng là bệnh nhân này đang liệt bên phải. Và bệnh nhân này cho gập tay. Thì ở cái đầu tiên ta thấy rằng đây là ở trước trước hình ảnh, trước khi chúng ta kích thích điện một chiều trên sọ, thì như vậy chúng ta thấy là bên cạnh cái não mà tổn thương nó có phục hồi, nó nháy nháy, nó có tín hiệu, thì chúng ta thấy rằng là ở bên não bên trái cái vòng tròn đấy là chúng ta thấy rằng là nó có cả biểu hiện, từ bên phải nó hoạt động, bên đối diện nó hoạt động, đấy, chứng tỏ nó đang hưng phấn đấy đúng không ạ. Bình thường nó không hoạt động đâu đúng không ạ. Bình thường ví dụ chúng ta, ví dụ chúng ta bị tổn, chúng ta cử động bên tay 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 phải thì não bên trái nó sẽ có cái hoạt động, và ngược lại thì cái này chúng ta cử động tay trái thì nhưng mà vẫn có cái bên não lành nó hoạt động. Và đây là hình ảnh của chúng ta kích thích tìm một chiều trên sọ, sau đó chúng ta lại đo. Đấy, đặt cực âm lên đây, đặt cực âm lên cái phần tròn tròn đấy, thì chúng ta thấy rằng người ta đo lại thì rõ ràng nó sẽ át vía thằng này đi và nó không thấy nữa đúng không ạ. Thấy không, sau khi chúng ta đặt cực âm lên cái phần não mà lành mà nó bị hưng phấn quá thì ta chụp lại, thì ở bên B người ta thấy, người ta nhìn thấy rõ ràng là không còn, ít lắm, còn một nốt vàng vàng kìa, chứng tỏ nó cũng còn một chút. Tuy nhiên rõ ràng là cái não hưng phấn ở bên não lành nó đã bị ức chế đi rồi. Thì đây là một cái chứng minh bằng hình ảnh hẳn hoi của cái giả thuyết thì chúng ta đưa ra, chứ không phải chúng ta nghĩ ra thế đúng không ạ. Rồi, và chúng ta thấy là như vậy là từ những năm 2000 đấy, trở đi thì có rất nhiều bài báo người ta đã nói, người ta đã in và người ta đã nghiên cứu về cái vai trò của cái dòng điện một chiều xuyên sọ trên bệnh nhân đột quỵ não đúng không ạ. Đây là một tác giả của bài báo của tác giả năm 2008 này. Đây là một tác giả khác cũng thế đúng không ạ. Đấy, tác giả này cũng năm 2008 đúng không ạ. Đấy, còn đây cũng là một nhóm tác giả năm 2013 đúng không ạ, review. Đấy, người ta thấy rằng là rõ ràng là cái người ta thấy rõ ràng là kích thích dần một chiều trên sọ nó có vai trò trong phục hồi chức năng đột quỵ đúng không ạ. Đấy, thì đây là ở mức độ hiện nay thì người ta cho rằng cái chỉ định này nó sẽ vào giai đoạn bằng chứng mức độ B,
ở trên những bệnh nhân người ta ở mức độ B, tức là người ta đã chứng minh được là điện một chiều xuyên sọ mà kết hợp với tập luyện nhé, chúng ta sẽ nói về kết hợp, thì nó có ở mức bằng chứng loại B ở trên những bệnh nhân bán cấp và đột quỵ giai đoạn bán cấp hoặc là giai đoạn mãn tính, đúng không ạ? Thì cách của chúng tôi trình bày thì cũng giống như là cái từ này thôi, rõ ràng đấy, trong đột quỵ não thì rõ ràng là bên lành nó sẽ tăng cường hoạt động để bù trừ cái khiếm khuyết bên não. Nhưng các anh chị thấy lâm sàng thì rõ ràng là có nhiều bệnh nhân người ta lâu lâu dần người ta bị bỏ quên bên bên, bên bệnh đấy, thì rõ ràng là bên 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 lành nó hoạt động bù trừ đấy, sẽ có đấy là một cái cách để người ta chứng, người ta cũng giải thích tại sao bệnh nhân có cái hiện tượng là bệnh nhân quên bên liệt, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng là cái bên 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 lành nó hoạt động mạnh quá để nó bù trừ khiếm khuyết đi, và sau một thời gian thì rõ ràng là nó cứ lấn át như thế thì làm cho cái thằng yếu nó ngày càng yếu đi, càng yếu đi đấy, nó là cái cơ chế như thế. Thì rõ ràng là TDCS nó làm thế nào, nhắc lại thôi, một là nó sẽ ức chế cái thằng lành, hai là nó phải kích thích, nó lôi thằng yếu lên, lúc lành lên, để bảo tồn cái sự kiểm soát cân bằng giữa hai bán cầu. Và nếu mà cái kỹ thuật này nó phối hợp với các kỹ thuật cổ điển khác như là vật lý trị liệu, đặc biệt là hoạt động trị liệu, phải tập các cái kỹ thuật hoạt động trị liệu mới hiện nay ấy, ví dụ tí ta sẽ nói, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái tác dụng nó sẽ mạnh hơn. Đấy là sao mà lý do tại sao tôi nói rằng là hiện nay đây là một trong những các cái trào lưu và những các cái protocol, các cái guideline của các hội đột quỵ của chức năng, người ta nhấn mạnh cái việc là người ta nên phối hợp các kỹ thuật kích thích não không xâm lấn này trong việc phối hợp với các kỹ thuật phù chức năng cổ điển, đúng không ạ? Đấy, đây là ví dụ, đây là một cái nghiên cứu năm 2017, đúng không ạ? Người ta đánh giá cái việc là sử dụng kích thích điện một chiều xuyên sọ trong việc cải thiện khả năng thực hiện hoạt động với cái phục hồi tay sau đột quỵ não. Mà đây là một nghiên cứu tổng nhé, nghiên cứu phân tích gộp, đúng không ạ? Thì người ta, các anh chị thấy cái kết luận của nghiên cứu này này, người ta thấy rằng cái này rất là hay, nhưng mà tôi thấy nó cũng chưa phù hợp lắm với chúng tôi. À, cái này thì người ta so sánh các kiểu kích thích khác nhau, thì trên nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là cái kiểu kích thích âm âm tức là ông ấy đè cái thằng lành xuống ấy, đúng không ạ, thì lại là có vẻ như là hứa hẹn nhất. À, đấy là kết luận của cái này. Tuy nhiên thì các nghiên cứu khác thì chúng tôi nghiên cứu thì thấy là nó lại hơi ngược lại một chút. Tuy nhiên ít nhất thì nó cũng nói lên cái chuyện là cái chuyện là dòng một chiều xuyên sọ nó có rõ ràng, nó có vai trò trong cái việc phục hồi chức năng sau đột quỵ, đúng không ạ? À, còn đây là một nghiên cứu ngược lại đấy. Đấy, ông kia thì là gì, ông ấy làm là mấy tất cả kia là người ta nói rằng là cái loại kích thích âm là hay nhất, nhưng nghiên cứu của anh này này, Oxford của một anh này, thì người ta lại thấy rằng là mình kích thích dương. Đấy, ông này lại chơi kiểu dương, tức là ông kích thích dương để ông tăng cường kích thích cái bên bên bệnh lên thì lại có tác dụng rất là tốt. Đấy là ngay cả tác giả nước ngoài người ta cũng có rất nhiều trường phái khác nhau trong việc áp dụng cái kỹ thuật này, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cũng một kích thích đây, cũng là một chứng minh đấy. Đấy, đây là kích thích kiểu dương đây. Đấy, người ta đặt cái bên điện điện cực dương lên cái vùng não bị tổn thương, thì đây là một nghiên cứu và người ta đã chứng minh đấy bằng cái chụp cường từ chức năng sau, ngay sau can thiệp B là sau 1 tháng đấy, đúng không ạ? Thì người ta rõ ràng là ta thấy có sự khác biệt đấy. Đấy, và đây cũng thế, đây cũng là kích thích theo cực dương đấy, tức là kích thích để kéo lên, đúng không ạ? Đấy là một nghiên cứu ngẫu nhiên 2016 trên 24 bệnh nhân mãn tính, tức là trên 1 tháng có tổn thương đoạn M1, tức là đoạn mà lồng mình não giữa đấy, M1 đấy, có hai nhóm nhóm chứng đấy. Rõ ràng là ta thấy ở phía ở đây nó hơi màu xanh đấy, rõ cái thấy màu xanh, đúng không? Đấy, rõ ràng là so với SAM, SAM tức là giả kích thích, tức là đắp điện cực lên nhưng không kích thích đấy, đúng không? Thì rõ ràng là ở các cái thang điểm khác nhau, ba thang điểm khác nhau, thì cái nhóm mà kích thích bằng điện một chiều xuyên sọ nó đều có sự khác cao hơn, điểm cao hơn và có sự khác biệt của nghiên thống kê, đặc biệt là chi trên với cái nhóm giả kích thích, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Và người ta thấy rằng là cũng một nghiên cứu nữa, người ta thấy rằng là kích thích theo kiểu dương
thì có thể làm ngoài cái cải thiện cái chức năng về vận động thì nó còn cải thiện cả chức năng về gì, về về nhận thức nữa. Và đặc biệt ở ở cái này tôi chính là tôi muốn nói ở dưới, nhưng mà đấy người ta chứng minh được nó có cả phục hồi cho tốt cho bệnh nhân bị chấn thương sọ não đấy. Thế còn Lindenberg đây, Lindenberg một cộng sự thì cho rằng ông này thì chơi kiểu là ông ấy chơi là ông kích thích cả đôi, ông làm kiểu là kích thích cả bên hai não dương tính, bên não cực dương thì ông đặt ở bên tổn thương, còn âm là ông ở bên đối diện đấy. Phối hợp với 5 ngày tập hoạt động trị liệu thì ông ấy kết luận rằng là bệnh nhân có khả cải thiện về mặt vận động ở những bệnh nhân mãn tính đột quỵ, tức là trên 5 tháng đấy. Và các cái cải thiện này sau 5 ngày tập nó kéo dài ít nhất là một tuần đấy. Thế thì chúng ta thấy là nó cũng có rất nhiều các cái bằng chứng để chúng ta có thể tự tin đấy, là về về cái hiệu quả đích thực của cái kỹ thuật này đấy. Đấy, còn đây cũng là một nghiên cứu nữa đấy, thì của các tác giả ở cái này tác giả ở Hà Lan thì người ta cũng đã chứng minh rằng là cái điện một chiều xuyên sọ này nó giúp làm cải thiện được không những về về thể chất, cải thiện về chức năng về nhận thức và các cái thực hiện cái IDL ấy là kịch là cải thiện được cái việc thực hiện cái chức năng sinh hàng ngày sau đột quỵ não, đúng không ạ? Đấy, thì đây như tôi nói tức là nó rất nhiều tùy theo các nghiên cứu, tùy theo các cái tức là người ta cách thiết kế nghiên cứu rồi các cái thì người đấy ta thấy ở đây liệt kê một loạt các cái phân tích các nghiên cứu, đúng không ạ? Ở đây là 5 nghiên cứu đấy, thì có 3 nghiên cứu thì người ta nghiên cứu theo kiểu là dương, tức là người ta đặt cực dương lên 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 vùng tổn thương, nhưng hai nghiên cứu cuối ấy, thì người ta lại đặt cực âm lên cái vùng lạnh đấy, để chúng ta biết là cũng tùy mức độ nghiên cứu. Tuy nhiên tôi nói lại là ở trung tâm hồi chức năng thì chúng tôi thích đây là sự thích thôi, chúng tôi thích là cái thiên cửu dương hơn đấy, và tí nữa là bác sĩ Thu sẽ nói kỹ hơn về nghiên cứu đấy. Thì đây là một cái nghiên cứu gộp, đúng không ạ, về việc là nó tạo thuận cho cái việc phục hồi học học lại cái vận động sau đột quỵ, mà cũng là một nghiên cứu hệ thống, một nghiên cứu gọi là phân tích gộp, đúng không ạ, rất nhiều nghiên cứu, đúng không ạ. Thì ta thấy rằng là cái màu đen ấy là màu đó là những đối tượng bệnh nhân là bệnh nhân mãn tính, cái màu xanh ấy là nghiên cứu trên nhóm đối tượng bán cấp, và chỉ có duy đúng không ạ, chỉ có hai nghiên cứu thôi là màu trắng đấy, màu trắng nhá, là áp dụng trên cả những bệnh nhân ở giai đoạn cấp đấy. Thì tuy nhiên là cái kết quả cuối cùng chúng ta thấy rằng rõ ràng là nó có kết quả, nó đều trên trên không, tức là nó đều có kết quả dương tính, tức là đều có kết quả tốt trong cái việc phục hồi chức năng. Hầu như các anh chị thấy là không có cái chấm nào nó ở sau sau không cả đấy. Sau không có nghĩa là không tác dụng, còn là tác dụng kém, đúng không ạ? Trên nó không có nghĩa là có tác dụng đấy. Chúng ta hiểu cái cách đọc của cái sơ đồ, ở sơ đồ hình rừng như này, như vậy. Nhưng cái màu đỏ đỏ cuối cùng ấy đấy là cái tổng hợp tác dụng của tất cả các nghiên cứu, thì rõ ràng nó trên trên không, đúng không ạ, chứng tỏ là bệnh nhân có hiệu quả, đúng không? Đấy. Ngoài cái vận động thì đây cũng là một nghiên cứu và tôi cũng thể show cho các anh chị xem, nó có hiệu quả lên cái trầm cảm và cái chất lượng cuộc sống của người bị đột quỵ não. Thì nghiên cứu này ở ở Hàn Quốc và kết luận của nó là năm năm 2016, và kết luận nghiên cứu này là nó khẳng định rằng là cái điện một chiều xuyên sọ phối hợp với quá trình phục chứng đột quỵ thì làm cải thiện được cái triệu chứng trầm cảm và làm cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của người bệnh nhân đột quỵ. Đấy là cái kết luận của nghiên cứu của Hàn Quốc này năm 2016. Thì bên cạnh đó thì bên cạnh các cái vấn đề về về vận động, đặc biệt là vận động chi trên, rồi khả năng về đột về cái triệu chứng trầm cảm, về chất lượng cuộc sống, về ADL, thì cũng có các nghiên cứu người ta đi sâu vào cái việc cải thiện cái triệu chứng về thất ngôn aphasia cho ở trên bệnh nhân đột quỵ não, đúng không ạ? Đấy, thì đây là cái sơ đồ của các tác giả, nhiều tác giả đấy, đúng không ạ? Đấy, các thấy rất là cập nhật 2016 2018, đúng không ạ? Đây là cái protocol. Đấy. Vị trí đặt anode thì đặt ở cái vùng broca F5. Tương đương là F5 ở trên sơ đồ, hoặc là gì? Ca tốt thì đặt vùng 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 chậm trên trán, trên ổ mắt, đúng không ạ?
Đấy, đấy là cái cách đặt như thất ngôn. Đấy, hoặc là ở những bệnh nhân mà aphasia và non-fluent ấy, tức là ở loại mà ngôn mà lại không trôi chảy, nó không trôi chảy ấy. Đấy, thì người ta cũng có cách đặt đấy, nếu Broca này, Vepnic này. Đấy, đây là các cách cách đặt khác nhau mà người ta cũng áp dụng cả hai kiểu đấy, kiểu dương âm và kể cả kiểu phối hợp dương âm. Đấy là cái cách mà người ta áp dụng. Đấy. Thì một nghiên cứu năm 2016 của Menzer ấy, thì người ta thấy rằng là ở những bệnh nhân mà bị thất ngôn mà dạng kiểu như là như gọi là đặt tên à? Gọi là thất ngôn naming đấy, tức là đặt gọi là ý nhỉ, vâng, chị Thu nhỉ, định danh đấy, thất ngôn dạng định danh đấy, mặc dù chỉ nghiên cứu trên 26 bệnh nhân thôi, tuy nhiên người ta tập nhá, có tập nhá, tập intensive đấy, tập intensive naming đấy, therapy, tức là có tập ngôn ngữ trị liệu kết hợp với đặt cái TDCS ở ở cái chỗ M1, tức là cái chỗ não giữa ấy, thì mình sẽ thấy rằng là sau 6 tháng thì có sự cải thiện, có cái thống kê so với nhóm mà không kích thích sàn, đúng không ạ? Đây là một nghiên cứu của Major và cộng sự. Cũng một nghiên cứu nữa mà tôi sưu tầm được của Monti năm 2008, thì bệnh nhân nghiên cứu cái vai trò của nó trên bệnh nhân bị thất ngôn mãn tính, đúng không ạ? Thì người ta lại đặt cái cực âm đấy, lên cái vùng bên trái đấy, Broca đấy, thì người ta thấy rằng là cải thiện được cái định danh này này, naming như này đấy, đúng không ạ, ngay sau khi đặt đấy, trong 8 bệnh nhân mà bị thất ngôn mãn tính dạng gọi là non-fluent, tức là không nói không trôi chảy, đúng không ạ. Thì đấy là một số các cái nghiên cứu. Ngoài ra thì cũng là stroke rất là hay, thì có một nghiên số nghiên cứu tôi chưa tầm được, ví dụ đây là nghiên cứu của Hàn Quốc đấy, năm Hàn Quốc năm 2012, thì người ta lại đánh giá cái hiệu quả của cái điện một chiều xuyên sọ với chứng rối loạn nuốt sau đột quỵ não, đúng không ạ, đúng không ạ. Thì người ta kết luận rằng là người ta áp dụng theo cực dương. Đấy, cực dương áp dụng lên cái vùng vỏ não mà chi phối hầu họng ấy. Đấy. Thì cũng làm đẩy mạnh được các cái ấy, tức là nó làm đẩy nhanh, tức là phối hợp tăng cường thêm cái việc tập ngôn ngữ rối loạn nuốt, à, tập rối loạn nuốt cho bệnh nhân. Đấy. Và người ta cho rằng đây là một các cái kỹ thuật mà có tiềm năng, nên là một kỹ thuật gọi là adjuvant, tức là phối hợp cùng với ngôn ngữ trị liệu trong bệnh nhân rối loạn nuốt, đúng không ạ? Còn một cái nữa tôi muốn chia sẻ cũng là tôi cũng sưu tầm được, đó là một cái nghiên cứu đánh giá cái việc phối hợp cái kích thích một chiều này với việc tập luyện các vấn đề bệnh nhân về thị giác cho bệnh nhân sau đột quỵ não. Đấy. Thì người ta cũng thấy rằng là có vai trò và có cái sự khác biệt với nhóm giả kích thích trong việc là phục hồi cái chức năng của vùng thị giác cho bệnh nhân, đúng không ạ? À, thế thế thì có các cái kỹ thuật này ấy, có các cái biến chứng và tác dụng phụ gì, đúng không ạ? Thì các biến chứng ở đây ấy, tác dụng của người ta gọi là tác dụng phụ thôi, thì nó cũng rất là nhẹ. Ví dụ như là có một số trường hợp nó bệnh nhân bị hưng cảm lên, ví dụ người ta cô chú như trầm cảm cho nên hưng cảm lên, nó gây mất ngủ cho bệnh nhân, hoặc là mệt mỏi, chóng mặt, buồn ngủ. À, có một số trường hợp thì là điện, tác dụng điện, nên có thể là có bệnh nhân có ngứa vùng đặt điện cực, hoặc là thậm chí là bỏng, vết bỏng như chúng ta xem mấy cái hình ấy. Đấy, người ta đặt ở cái điện cực đối xứng đấy, đấy bệnh nhân bị bỏng ở cái hơi bỏng một chút, bỏng điện đấy, thì nó giống như là một số các cái này chắc có lẽ là do nhiều nguyên nhân, đúng không, có thể do điện cực mình chưa đủ ướt đấy, tăng cái kháng trở lên, đúng không ạ. À, rồi có thể có đau đầu buồn nôn, tuy nhiên là người ta khẳng định luôn là không có động kinh nha, không ảnh hưởng đến thần kinh thực vật và cũng không làm thay đổi nhận thức của bệnh nhân. Đấy, thế là những các cái đấy. Thì cái bảng bên cạnh chúng ta thấy rằng là có hai nhóm, nhóm kích thích điện và nhóm giả kích thích. Đấy, thì có một số các cái phần trăm của các cái tác dụng phụ ấy không mong muốn ấy, itching là ngứa đấy, đúng không, tinh linh là tê tê bì bì, đúng không, headache, burning là bỏng đấy, burning là bỏng thì có 8,7% thôi, discomfort tức là bệnh nhân khó chịu. Thì đúng thật, hôm qua hôm kia chúng tôi điều trị cho một bệnh nhân buổi đầu tiên thì bác cũng khó chịu, thì bác cũng 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 cũng
cũng khó chịu thôi, tức là người ta khó chịu đấy, thì cũng có cái tác dụng gọi là không mong muốn như vậy. Nietzsche, giáo sư Nietzsche năm 2003 thì ông nghiên cứu trên khoảng 500 người bệnh, thì ông chỉ nhận thấy có một vài cái tác dụng không mong muốn rất nhỏ, ví dụ như là tê 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 bì vùng da đầu, hoặc là cảm giác lé lé trong mắt, lé sáng trong mắt. Đấy. Rồi người người ta lo là sinh ra nhiệt nhiệt ở trên đầu ấy, thì tác giả Data năm 2009 đã chứng minh là cái độ nóng không đáng kể. Đây là cái bỏng do điện thôi chứ phải bỏng do nóng, đúng không? Đấy. Và có lẽ là nó cũng liên quan đến cường độ đấy. Đấy. Thì tuy nhiên thế nhưng người ta nói rằng là với cái cường độ điều trị thì thường khoảng 1 đến 2 mA là an toàn, đúng không? Đấy. Thì đây là một cái nghiên cứu tổng, người ta phân tích cái tính an toàn của cái kỹ thuật này năm 2017. Đấy, thì các an tai và các cộng sự trong cái nghiên cứu này về cái vai trò về cái tính an toàn của cái kỹ thuật này thì đã khẳng định rằng là cái kích thích điện một chiều xuyên sọ TDCS này ấy, là có tính an toàn cao. Đấy, không có tác dụng nghiêm trọng nhá. Gọi là severe đấy, severe đấy. Đấy, không có tác dụng nghiêm trọng nào trên 18.000 lần điều trị cho bệnh nhân. Cái nghiên cứu này nó tổng kết kể cả người khỏe đến người bệnh lý tâm thần kinh tâm thần. Đấy. Cái tác dụng mức độ vừa, ví dụ như là bỏng đấy, như tôi nói là bỏng người ta xếp vào gọi tác dụng phụ dạng vừa đấy, thì cũng cũng rất ít, rất hiếm xảy ra. Thế còn những bệnh nhân mà biểu hiện nó hưng cảm, nó kích thích lên ấy, thì rất ít, nó có 11 ca trên 18.000 lần, 18.000 điều trị thôi. Thế nên người ta cũng không nghĩ rằng đấy là có yếu tố nhân quả trong cái biến chứng này. Thế còn tác dụng gọi là nhẹ, ví dụ như là đau đầu, mệt mỏi, choáng váng một tí, hoặc là có cảm giác bỏng rát thôi, không phải bỏng mà cảm giác rát tại chỗ đặt khi mà mình kích thích cường độ cao đến đỉnh, ví dụ như lên mình đưa cái cường độ lên khoảng 20 mA trên một tí thì đúng không ạ? Và cái nghiên cứu này người ta cũng đã chứng minh rằng là nếu mà chúng ta kích thích với cường độ thấp, tức là 40 mA, nhưng mà thực tế các anh chị tí anh sĩ sẽ nói chúng ta ở đây chúng tôi về cái nhà sản xuất người ta khuyến cáo là chỉ nên duy trì ở mức 1 đến 2 mA cái cường độ ấy. Thế thôi. Thế thì với cái cường độ dưới 4 và thời gian 60 phút điều trị một ngày thì là an toàn. Thế cái nghiên cứu này nói như vậy. Và các nghiên cứu trên động vật nhé, một cái mẫu thí nghiệm đã chỉ ra rằng cái mật độ dòng điện là G đấy. G là bằng cường độ ampere chia cho cái mét vuông của điện cực. Đấy. Thì cái gì này, mật độ dòng điện này nó chỉ gây tổn thương não khi mà nó khoảng 6,3 đến 13 ampere trên mm vuông. Mà cái này thì quá cao. Đúng không ạ? Quá là lớn. Đúng không? Đây của mình đây. Công thức tính luôn. Mình đây. Đấy, mình nhá. Cường độ dòng điện của cái kỹ thuật cái máy này chỉ là 1 mA thôi. Đúng không ạ? Cái điện cực mình đặt nó tầm là 5 đến 7 cm, tức là nó nhân lên khoảng 35 cm vuông. Đúng không ạ? Cái điện cực ấy. Mật độ dòng điện G tính bằng cái cường độ dòng điện đi qua một đơn vị diện tích, đúng không ạ? Vuông góc, đúng không ạ? Thế thì đây, công thức tính luôn của mình đây. Thì như vậy cái mật độ dòng điện của cái máy này tạo ra khoảng 28,6 microampere trên cm vuông. Đấy, mà cái G xếp của nó tận 100 cơ. Nên chúng ta yên tâm, đúng không ạ? Yên tâm là sẽ không có tổn thương não gì cả. Đấy, thế đấy đến đây chứng minh là nó rất an toàn, đúng không ạ? Để an toàn nữa thì rõ ràng là chúng ta cũng sẽ có các cái bộ câu hỏi sàng lọc đấy, câu hỏi sàng lọc của nhà sản xuất đấy, và cái này là cái hiệp hội các bác sĩ về kích thích điện ở châu Âu, người ta Neurocare, người ta cũng công ty đây, người ta cũng đưa ra một cái bảng này, cái bảng kiểm ấy, để chúng ta screening câu hỏi để chúng ta sàng lọc về trước khi chúng ta điều trị kích thích điện xuyên sọ cho bệnh nhân đấy. Câu hỏi cũng đơn giản thôi, đúng không ạ? Ví dụ như tôi để nguyên tiếng Anh thôi. Ví dụ như bạn đã có cái gì đây này, có cái dụng cụ cấy ghép điện tử hoặc là kim loại ở trong não, ở trong xương sọ không? Đấy, kim kẹp đấy vân vân nhá. Splitter rồi clip rồi vân vân. Ngay kể cả có cái máy điện cực kích thích não sâu trên trong não, tất cả các vấn đề về kim loại hoặc điện từ trong não thì phải khai ra, loại trừ luôn, đúng không? Đấy, vân vân vân, kể cả trong người không này, hoặc là bạn có máy tạo nhịp tim không này, mình cũng bỏ qua này, đúng không ạ?
rồi bạn có mổ không, rồi vân vân. Đây là các câu hỏi này để người, bạn có bao giờ bị động kinh không đấy, con văng sườn ở Caesar chưa, vân vân, đúng không ạ? Đấy thì sau đó ký vào. Thì đây là câu hỏi là mục đích để sàng lọc để chúng ta an toàn hơn trong quá trình chúng ta điều trị. Như vậy thì ưu điểm và hạn chế của cái kỹ thuật kích thích trên sọ này như nào? Ưu điểm rõ ràng đây là một kỹ thuật, như tôi nói là một kỹ thuật kích thích não nhưng mà không xâm lấn, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đặt cực lên trên đầu bệnh nhân thôi, đúng không ạ? Chúng ta không chọc kim chảy máu gì cả. Rõ ràng nó là non-invasive rồi, tức là không phải là kỹ thuật xâm lấn. Kích thích thì nó gọi là kích thích, nó rất ghê nhưng mà nó không đau nhá, không đau. Bạn nào tí nó lên thử không đau nhá, đừng nghĩ là kích thích là nó gây đau châm chích, đúng không ạ? Tác dụng thì an toàn, chúng ta vừa phân tích xong. Tác dụng gọi là không mong muốn thì cũng nhẹ thôi, ngứa ngứa tê tê vùng đầu, có thể có hơi mệt mỏi tí, rẻ tiền thôi, đúng không ạ? Rẻ hơn so với một số cái kỹ thuật mà ví dụ như là chúng ta cấy máy điện cực gọi là kích thích não sâu ạ, nhiều tiền lắm, đúng không ạ? Dụng cụ nó bé thôi, thì anh tí chúng ta đến xem dụng cụ nó cũng có thể mang đi được, đúng không ạ? Đấy là cái ưu điểm. Hạn chế ở đây thì rõ ràng là những cái nó ở dòng điện nó kết nối giữa hai điện cực và nó sẽ chỉ ở vùng gần bề mặt vỏ não, thì các càng tức là cái tổn thương đến các cái vùng càng gần bề mặt vỏ não thì nó thì có càng nhiều kích thích. Như vậy rõ ràng những các cái tổ chức sâu trong não hoặc cái vùng não sâu thì người ta cũng chưa chứng minh được là nó xuống đấy được không, đúng không? Và mức độ kích thích cũng chưa rõ lắm. Đấy, ngoại trừ như tôi vừa trình bày là người ta sẽ chứng minh bằng cái điện thế gợi vận động MEP, đúng không ạ? Chưa rõ lắm. Ở phần cuối cùng, trước khi chúng ta sang phần 2, đó là chúng tôi xin trình bày cái quy trình điều trị cái điện một trên sọ này trên bệnh nhân đột quỵ não. Thực tế là chúng ta đã có cái quy trình này trong cái quyển hướng dẫn quy trình kỹ thuật của chuyên ngành phục hồi chức năng tập 2 năm 2017, chúng ta đã có rồi đấy. Nếu các anh chị nào chuyên ngành chúng ta có thể chịu khó chúng ta dở lại thì đã có quy trình đấy rồi. Tức là Bộ Y tế đã ban hành rồi đấy. Nên đây tôi nói quy trình cụ thể trên bệnh nhân đột quỵ não, đúng không ạ? Đấy, đây là hình ảnh cái máy sử dụng tại trung tâm phục hồi chức năng Bạch Mai. Đây là máy của Neurocone đấy, của Đức mà cũng được FDA phê chuẩn. Đấy. Cái vấn đề trong trong áp dụng trong thời lâm sàng trên đột quỵ não là thứ nhất đó là giai đoạn nào thì chúng ta đặt đột quỵ. Tôi thấy một số câu hỏi đã gửi trước cho tôi rồi cũng hỏi đấy. Cái thứ hai là mức độ khiếm khuyết nào thì dùng là tốt. Cái thứ ba là vị trí mức độ rộng của tổn thương như thế nào thì dùng. Để đấy đấy là cái câu hỏi thực tế cho lâm sàng là như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết sau. Đấy, thì tuy nhiên thực ra thì chúng ta cũng chưa có một cái gọi là cái chỉ định cái chẩn với nhân chuẩn đâu. Đây là những cái mà chúng tôi cũng được thứ nhất là chúng tôi cũng đã tìm hiểu nghiên cứu rồi cũng đã xin ý kiến của các cái thầy giáo sư thầy của chúng tôi ở ở nước ngoài, cụ thể là bên Áo và bên Đức. Rồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất cái máy này đấy, thì những bệnh nhân như sau trong đột quỵ não thì chúng tôi là candidate, tức là có tác dụng tốt với cái kỹ thuật này. Thứ nhất là đột quỵ não mà ở cái những cái nhồi máu nhỏ, chảy máu nhỏ hoặc là nhồi máu dưới vỏ. Đấy. Chúng ta nói thì là cái kích thích ấy. Cái kích thích của cái kỹ thuật này thì nó kích thích nó thường ở nông vùng vỏ não. Thế cho nên là những cái tổn thương nhồi máu dưới vỏ nhỏ, ổ khuyết, vân vân hoặc kể cả chảy máu nhỏ gần vỏ não thì nó đáp ứng tốt được cái này, nó nên chọn. Còn về thời gian ấy thì ít nhất là sau khoảng 2 tuần sau giai đoạn cấp. Cấp cái này thì cũng không lý do thì có lẽ là do não nó chưa ổn định tổn thương đấy, người ta có chọn mốc là khoảng 2, có tác giả thì là 4 đấy, đấy là sớm nhất người ta có thể sử dụng. Cái chúng mình chúng tôi lấy khoảng 2 đến 4 tuần đã bắt đầu sử dụng được rồi, đúng không? Cái mức độ khiếm khuyết ấy thì cái này thì là kinh nghiệm thôi, thì là cái này kinh nghiệm từ các thầy bên Áo và Đức thì các thầy nói rằng là mức độ khiếm khuyết không nặng quá, nếu mà còn bệnh nhân còn bảo tồn vận động ở bên liệt chi trên ấy, nó còn một phần bảo tồn thì là tốt nhất. Đấy, ví dụ như là cụ thể là bệnh nhân có thể dạng vai, có thể duỗi được cổ tay ngón tay khoảng 15-20 độ. Đấy, thì đấy là những cái đối tượng bệnh nhân có thể nó đáp ứng tốt với kỹ thuật này. Còn chống chỉ định thì giống như là các chống chỉ định mà tôi vừa nói, thứ nhất ví dụ như là bệnh nhân có kim loại trong não. Đấy, mình sàng lọc ngay,
mình phải sàng lọc ngay từ lúc mà có câu hỏi sàng lọc rồi, kim loại trong não với điện qua đúng không, rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Phụ nữ có thai thì người ta cũng chưa chứng minh được là cái điện này nên thế nào, thì tốt nhất là thôi mình cứ bỏ qua. Động kinh thì cũng không nên đúng không, người ta đã có động kinh rồi mình lại cho dòng điện qua não thì đấy là một cái cũng không nên đúng không ạ. Rồi có những vấn đề cụ thể như là có da tổn thương, da đầu vùng mình định kích thích nó lại tổn thương dị ứng eczema vân vân, đấy thì mình cũng 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 không được không không đưa vào để điều trị đúng không ạ. Cách dùng thì thấy là thực ra là có ba cách như tôi trình bày đúng không ạ, có ba cách điện cực đấy, và vị trí đặt ở vị trí M1, tức là vị trí người ta thường đặt ở vị trí M1 đấy, tương ứng vị trí C3, tí nữa ta sẽ nói C3 trong đặt điện cực điện não đồ là tương ứng, ở đây tương ứng não là vùng vỏ não vận động sơ cấp đấy, primary motor cortex đấy đúng không ạ, M1 đấy, cách đặt thì có hai kiểu đúng không ạ, ba kiểu đấy, ba kiểu. Một là đặt cực dương lên cái vùng não bên bệnh, kiểu thứ hai là kiểu âm, tức là mình đặt cực âm lên não bên lành, và kiểu thứ ba là gì, mình đặt cả hai đúng không ạ, cả hai bên ta phối hợp khoảng 1 đến 2 mA đúng không ạ, thời gian 20 đến 30 phút số buổi điều trị ít nhất là phải 5 buổi trở lên đấy, 5 đến 10 buổi liên nhá, 50 buổi đấy, đây là vị trí người ta thấy đối với vùng vận động của vận động trong đột quỵ não về vận động thì người ta hay đặt ở vùng C3 các anh chị đấy, và C3 hoặc C4 đúng không, và cái vùng gì, cái vùng mà đặt đặt cái điện cực mà điện cực gọi là reference đấy đấy thì là người ta hay đặt ở vùng FP2 hoặc FP1 vùng đầu này, cái vùng trước trán đúng không ạ. Đấy thì tí ta sẽ được cụ thể trên bệnh nhân sau cách cách đảm bảo xác định được vùng C3, xác định vùng C4 như thế nào. Đấy, đây là phác đồ của một số tác giả như là Le Foscher, Andret hay là Oldman đúng không ạ? Đấy thì tôi để nguyên tiếng Anh. Đấy, xin phép cái này nó là của cái khóa đào tạo của châu Âu. Người ta để cái này thì cô xin phép là tôi để nguyên tiếng Anh, tôi không dịch. Tuy nhiên các bạn dịch dễ thôi. Đấy, cực dương đặt có thể đặt ở vị C3 hoặc C4 là đúng là cái vùng M1 đấy. Cái vùng của vùng vận động sơ cấp đúng không? Đấy, cathode thì bao giờ cũng đặt gì? Nếu mình chơi theo kiểu cả hai thì mình đặt C3 đặt C4, còn nếu mình chơi theo kiểu dương hoặc âm thì cái cực còn lại ấy, mình đặt ở vùng trước trán đấy, ở đây ghi là 1 đến 5 nhưng mà thực ra phải trên 5 buổi nhá đúng không ạ, thời gian thì khoảng 20-30 phút một buổi đấy, cường độ thì người ta nói rằng là cố gắng là từ 1 đến 2 mA thôi, thì trên 2 mA nó bắt đầu hơi khó chịu đúng không ạ? Thấp thế thôi đấy, như vậy các tham số thì chúng ta sẽ học nó phụ thuộc nhiều yếu tố đúng không ạ. Đấy, cường độ dòng điện thì nó 1 đến 1 đến 2 mA, tôi nhắc đi nhắc lại nhá, thời gian kích thích thì tùy là 5-40 nhưng trung bình là 20-30 phút đấy, theo cái protocol của bên châu Âu. Cách đặt điện cực đấy. Cái điện cực ấy thì nó cũng có nhà sản xuất rồi, nó cũng tùy đấy, điện cực không biết là của mình là bao nhiêu, tôi tiếng anh tí anh dụng anh ta mình cái điện cực này thì cũng là theo nhà sản xuất đúng không ạ, của mình là bao nhiêu ấy, 5 x 7 hay sao ấy đấy, tức là điện cực của mình hiện nay theo máy ở cái máy của chúng tôi điều trị là 35 cm², cái diện tích cái điện cực đấy đúng không ạ. Kiểu kích thích mình chọn tôi nói rồi, mình kích thích âm cathode hay là kích thích dương anode, kích thích mình đặt kiểu kích thích nào đúng không ạ, số lần điều trị lần một buổi thôi trong ngày và khoảng 5 buổi đến 10 buổi, 5 liệu trình đúng không ạ. Đấy, một số cái lưu ý đấy, một số lưu ý trong quá trình thực hành. Thứ nhất là cái điện trở đấy, ở vùng da đầu tóc nhá, nó có cái điện trở kháng trở điện ấy, đấy nó phải dưới 20 kΩ đấy. Mà trên trong cái máy của chúng tôi hiện nay đang dùng tại Bạch Mai ấy, nếu mà cái điện trở nó quá 50 kΩ là nó tự động nó máy nó dừng hoạt động, nó không làm, nó không làm việc đấy, nên mình phải làm nào để loại trừ. Mà muốn loại trừ cái điện trở, giảm cái gì kháng trở impedance cho điện trở ấy đi thì mình làm gì, nhất là mình phải gì, mình phải làm ướt. Đấy, thậm chí ở một kinh nghiệm của tôi là một số bệnh nhân tóc dày quá, nam giới ấy, chúng tôi cũng phải khuyến nghị là phải phải cắt bớt đi. Cắt tóc thì hơi quá đáng, cạo đầu thì hơi hơi quá, thế nhưng mà mình cắt tóc tại vì tóc dày quá là nó tiếp xúc rất là cái điện cực, cái điện trở nó cao, nó đúng không ạ, và phải làm ướt, phải ướt điện cực cũng phải làm ướt
Cái này biết tại sao rồi đúng không? Mình tại vì chúng ta học vật lý trị liệu rồi nhỉ. Bình thường đặt ở ngoài da còn phải làm ướt điện cực cơ mà, phải tẩm ướp cái tấm tấm ướt cơ mà để tránh cái hiện tượng tích lũy điện cực gây bỏng da đấy, ta học rồi nhỉ. Đấy thì cái da đầu cũng càng phải thế, tức là bắt buộc chúng ta phải làm ẩm cái điện cực, ẩm cái tấm lót đúng không? Đấy, rẽ tóc này. Đấy, tốt nếu người thanh nếu mà nam thì chúng tôi khuyến cáo là cắt tóc rất ngắn đúng không ạ? Hay là khi mình đặt điện cực ấy, cái điện cực ấy nó bằng cao su à, thì điện cực đấy cái phân bố nó khác nhau. Nếu mà mình không đặt phẳng, mình đặt phẳng lên vị trí càng phẳng càng tốt thì cái điện cực nó dàn đều à, nhưng nếu điện thích nhưng mà nếu mà mình làm cong đấy thì làm tập trung dòng điện không đều. Đấy cũng lưu ý trong quá trình mình lại vì cái tóc nó cộm lên nó lại mình cố định nó lại cong cong keo keo thì cái mặt phẳng điện cực nó không phẳng với da đầu thì cái độ tập trung của dòng điện nó khác nhau, như vậy nó hiệu quả nó cũng giảm đi. Đấy, số lưu ý à, một số lưu ý an toàn nữa mà cái này nhà sản xuất người ta khuyến cáo nhá. Đấy rõ ràng là cái vùng da mà mình đặt đúng vị trí đấy mà nó bị tổn thương, nó bị dị ứng, nó bị bỏng, nó bị đỏ thì nhất thiết nhất quyết là không được đặt vào. Nguyện hai là cái việc làm ẩm ấy thì người ta khuyến cáo là dùng nước muối sinh lý 9/1000 làm ẩm các cái điện cực cũng như là cái tấm lót điện cực. Đấy, không không dùng cái nước máy nhá, không dùng cái nước máy nước vòi ra để làm với nhá. Đấy. Đấy, một số hãng nó cẩn thận nó còn có cái bán kèm theo cái pad để bôi điện cực. Đấy, thì mà người ta khuyến cáo luôn là phải dùng cái pad của họ, không nếu dùng pad mà cái gel tiếp xúc khác của hãng khác thì họ không chịu trách nhiệm khi tai biến xảy ra. Đấy, đấy là một số các cái lưu ý nhỏ. Nhưng cái của mình thì chỉ cần tẩm nước thôi, không cần phải pad lắm đúng không ạ? Và đặc biệt cái này tôi nói rồi, bản chất đây là một kỹ thuật bổ sung, trị liệu bổ sung. Đấy, bổ sung cho các kỹ thuật cổ điển đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải phối hợp, chứ chúng không chỉ có mỗi kích thích điện này xong là bệnh nhân phục hồi đâu, mà chúng ta phải vẫn phải tập những bài tập cổ điển với những hoạt động trị liệu rồi tập với robot tuy tuy mình có, rồi tập mô phỏng thực tế ảo, rồi tập đặc biệt là thì chúng ta sẽ nói là có thể áp dụng bài tập cưỡng bức. Tại vì chúng ta vừa nói là cái đối tượng mà chúng ta tốt nhất dịp này là đối tượng bệnh nhân còn một chút vận động. Đấy, thì nếu mà có bệnh nhân tập cưỡng bức, tập CIMT đấy, hoặc là phối hợp với kích thích trên não, vừa kích thích ngoại biên đấy, thì kết quả nó tốt hơn đúng không ạ? Đấy, thì đây là một cái sơ đồ chúng ta thấy rõ ràng đây nhá, cũng diễn tả lại những cái mà chúng ta đã trình bày từ chiều đến giờ thôi. Đấy, ví dụ bệnh nhân này bị tổn thương não bên phải đây đúng không ạ? Cái hình ngôi sao đẹp ấy là hình tổn thương não, có thể là nhồi máu xuất huyết là đột quỵ đúng không? Thì rõ ràng là bên não bên phải phải bệnh nhân sẽ bị ức chế và cái màu xanh ấy là cái não lành nó sẽ lấn át đúng không? Đấy, đấy là cơ chế bình thường, nó mất cân bằng giữa hai bán cầu. Đấy, cái tay bên cái tay não phải tổn thương thì cái tay bên trái nó có mũi tên đi xuống, có nghĩa là tay bị liệt đấy, khiếm khuyết giảm vận động tay bên trái đúng không? Thì đấy là bệnh nhân bình thường như thế này. Thế bây giờ chúng ta can thiệp như thế nào? Để nhắc lại thôi. Là chúng ta can thiệp như thế nào? Đấy, thì rõ ràng là gì? Cái bên tổn thương ấy phải có mũi tên đi lên đấy. Là chúng ta làm thế nào để chúng ta phải kéo lên. Đấy, người ta dùng kỹ thuật gì? Dương gây âm. Kích thích cực dương, cực âm. Kích thích cực dương, có thuộc bài tại lớp rồi đấy, đúng không ạ? Người ta kích thích cực dương hoặc sau này chúng tôi ở Bạch Mai chúng tôi dùng hai cách cơ. Chúng tôi kích thích bằng điện một chiều xuyên sọ và từ trường xuyên sọ. Đấy, từ trường chắc là hôm nào chúng ta sẽ có buổi khác, nó cũng có buổi khác, tức là chúng ta đào tạo thì từ trường nó sẽ phụ thuộc, nó có hai loại cùng kích thích một chỗ nhưng lại có hai kiểu như thế nào, tần số bao nhiêu thì kích thích và tần số bao nhiêu là ức chế, còn đây là phụ thuộc vào cực đúng không ạ? Thì như vậy là cái bên não tổn thương mũi tên đi lên, tức là tôi phải dùng các kỹ thuật kích thích không xâm lấn để kích thích nó lên. Tương đương như vậy thì ở bên lão lành màu xanh ấy là phải có mũi tên đi xuống, là gì, là mình sẽ phải ức chế nó bớt đi, nó giảm cái tính hưng phấn nó đi. Thì nếu mà điện một chiều xuyên sọ thì mình đưa cực gì vào đấy, âm đúng rồi, âm, hoặc là từ trường xuyên sọ cũng có thể có dùng một cái tần số phù hợp để kéo nó xuống đúng không ạ? Đấy, ở ngoại vi thì mình dùng cái gì, phối hợp đa đa mô thức mà. Đấy, tập. Đấy, ở cái bên tay trái là cái tay mà nó liệt đấy thì mình phải tập các bài tập gì, task specific exercise, tức là tập các bài tập gì, những các cái kỹ thuật tập có mục đích
tập chức năng, tập mục có mục tiêu. Đấy, cái này tôi giảng mãi rồi, tập chuyên biệt đúng không ạ? Đấy, còn cái bên tay bên lành thì sao? Mình phải làm gì? Mình làm gì cả? Nó vận động kinh quá, nó tăng động quá thì làm gì? Thì có một kỹ thuật là chúng ta dùng kỹ thuật say empty đúng không ạ? Kỹ thuật tập cưỡng bức đấy, mình có thể mình giữ cái tay lành lại để cái tay liệt nó tăng cường hoạt động. Đây kỹ thuật tập cưỡng bức đúng không ạ? Để ví dụ như thế. Đấy đấy là cái cách mà hiện nay Bạch Mai cũng đang làm, chúng tôi đang cố gắng phối hợp để các anh chị chúng ta thấy rằng là rõ ràng là không chỉ có các kỹ thuật tập cổ điển nữa mà bây giờ chúng ta phải nên phối hợp rất nhiều kỹ thuật, kể cả các cái kỹ thuật bổ trợ như thế này. Đấy, thì đây là một các cái nghiên cứu để chứng minh là phối hợp các kỹ thuật là tốt. Đấy, thì đây là một cái nghiên cứu năm 2017 đây, đúng không ạ? 2017 của các nhóm tác giả của Andrade đây. Ông ấy phối hợp giữa tập cưỡng bức CIMT với điện một chiều xuyên sọ trên đặt ở trên cái vùng não tiền vận động, đúng không ạ? Thì ông là trên ở mà trên những bệnh nhân đột quỵ severe, tức là gì, là đột quỵ gọi là nặng đấy, mà đây là nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng đấy, tức là cái mức độ bằng chứng nó khá là mạnh đúng không ạ? Thì cái nghiên cứu này đấy, nếu các chúng ta để ý chúng ta đọc được thì đây là cái protocol của ông ấy đây đúng không ạ? 1 mA nhá, thời gian 20 phút nhá, anode đặt ở C3 C4 đúng không ạ, cathode đặt ở vùng trán đúng không ạ, cái diện tích của điện cực là 16 m cm², 5 buổi một tuần, 10 buổi. Đấy. Assessment người ta đánh giá bằng rất nhiều thang điểm mát, thang điểm Fulman Major, Bucken Index, vân vân và vân vân. Đúng không ạ? Thì kết luận rõ ràng là nghiên cứu này chỉ ra rằng phối hợp giữa CIMT với điện một chiều xuyên sọ thì nó làm tăng một cách có ý nghĩa phục hồi chức năng vận động so với mình chỉ có tập CIMT đơn độc. Đấy, người ta chứng minh như thế rồi, đúng không ạ? Đấy là cái đấy, và nó đặt lên cái vùng tiền vận động để kích thích đấy, C3 C4 C4 là chúng ta hay đàm đấy, đúng không ạ? Đấy là một nghiên cứu. Nghiên cứu thứ hai tôi cũng trình bày ở đây, đó là nghiên cứu năm 2017 của một nhóm tác giả khác. Thì nhóm tác giả này người ta đánh giá cái điện một chiều xuyên sọ này cũng thế, cũng phối hợp giữa điện một chiều xuyên sọ với kỹ thuật tập cưỡng bức CIMT đúng không ạ? Các thang điểm cũng như thế. Đấy, rồi đánh giá cả sức đấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta để ý cái phần xanh tôi đánh dấu lại ấy, rõ ràng nó cái giá trị so sánh như hai nhóm thì cái nhóm mà tập cưỡng bức phối hợp với kích thích cực dương, đấy cực dương ta kích thích cái bên bệnh ấy, nó sẽ cao hơn 2,9 lần cái điểm vôn motor, là cái điểm để đánh giá chức năng chi trên với nhóm chỉ tập say im tình. Qua cái chứng quan những cái nghiên cứu này, ta rõ ràng người ta thấy rằng là nếu phối hợp giữa hai kỹ thuật thì nó sẽ kết hợp nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Hoặc là đây là một cái nghiên cứu khá là hay, người ta đánh giá cái kỹ thuật tập này với một cái kỹ thuật kích thích thần kinh ngoại biên PNS. Đấy, thì nếu mà chúng ta thấy là rõ ràng ở bên trái là hình ảnh là mét, tức là cái biên độ của cái tôi nói là biên độ về gợi thế gợi vận động đấy. Nếu mà chúng ta chỉ có kích thích một chiều xuyên sọ đơn độc đấy thì nó thấp và nó chỉ tăng lên không kéo quá 15 phút sau khi mình ngừng kích thích. Tuy nhiên nếu mà mình lại phối hợp luôn với cả hai cái kỹ thuật với nhau cộng với kỹ thuật kích thích cần điện ngoại biên nữa thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ có tác dụng kéo dài đến tận 30 phút sau khi kết thúc, sau khi cái kích thích kết thúc. Đấy, thì nó cũng có tác dụng mạnh lên. Đấy, đây là kết thúc của năm 2003, đúng không? Thế còn một cái nghiên cứu cuối cùng, đấy, nghiên cứu này của Nhật. Cái chỗ này tôi đến rồi, Kobe. Mà các giả Kobe làm, tác giả này, tôi biết rồi. Thì đây là kỹ thuật này, người ta áp dụng cả 3 kỹ thuật với nhau. Đấy, vừa phối hợp kích thích điện một chiều xuyên sọ, đấy, đúng cái máy của Bạch Mai đang dùng. Kích thích bằng máy kích thích điện ngoại biên, kích thích cơ ngoại biên này, đấy, và tập CIMT, đấy, cái tay lành mình giữ lại rồi, và tay liệt tập, đấy, và đây là tác giả Nhật nhá, đấy, thì người ta liệu trình của họ của ông Takebayashi đấy, báo cáo năm 2017,
Đấy, thì ông như người ta tập rất ghê. Em thấy lộ trình của người ta tập này, thứ nhất 20 phút kích thích gì điện một chiều trên sọ 20 phút, sau đó 10 phút kích thích bằng gì bằng thần kinh ngoại biên, sau đó tập say MT 2 giờ. Em thấy cũng ghê, 20 giờ bó tay tập, sau đó nghỉ trưa xong chiều lại quay lại tập lộ trình như thế. Và như vậy tổng thời gian người ta tập 4 giờ tập say MT kết hợp với 2 lần kích thích điện một chiều trên sọ. Đấy, đúng không ạ? Đấy, kết quả đấy. Đấy, chỉ thế thì rõ ràng là nó tập mạnh lên rất là nhiều, đúng không ạ? Tăng hiệu quả lên rất là rõ. Đấy, cái này được báo cáo rồi. Rồi, còn cái rất nhanh thôi. Đây là một chuyện gì khác. Thực ra cái chuyện này tôi đưa lên các protocol tại vì tôi không có kinh nghiệm lắm. Đấy, đau cân cơ đây, để công thức điều trị đau cân cơ nhá. À, chứng nghiện nhá. Đấy. Đau thần kinh người ta cũng dùng. Rối loạn nuốt. Đấy, người ta cũng có kỹ thuật tập kỹ thuật migraine cũng áp dụng được, tâm thần phân liệt, triệu chứng ảo thanh, các khiếu khuyết nhận thức đấy. Và cuối cùng là kết luận, trước khi xong phần trình bày thứ hai thì rõ ràng là sau trình bày chúng ta thấy rằng là TDCS là một cái phương pháp điều trị nó an toàn, nó cơ chế ở nó là nó điều biến hoạt động thần kinh tại chỗ cũng như lan rộng, kết hợp với tạo ra tính mềm dẻo thần kinh, và nó sẽ phối hợp tốt khi phối hợp với thuốc điều trị cũng như các kỹ thuật điều trị cổ điển. Vâng, phần trình bày đến đây của chúng tôi là kết thúc. Có lẽ là chúng ta sẽ sang